Lật tổng, tập đoàn Vân Đỉnh của chúng ta vừa thu mua được 99 công ty. Thật cô thấy chúng ta có cần, anh tự quyết đi. Tôi phải đi giao đồ ăn. Lật tổng, cô đường đường là chủ tịch của tập đoàn Vân Đỉnh, lại bỏ mặt không quản lý, hạ thấp thân phận của mình để đi giao đồ ăn nuôi đàn ông. 3 năm rồi, người ngoài vẫn chưa biết trông cô thế nào đâu. Công ty của Chi Đình sắp lên sàn chứng khoán rồi, đã đến lúc nên nói rõ thân phận cho anh ấy. Thông báo xuống dưới, 3 ngày sau tôi muốn tổ chức tiệc tối ở biệt thự Vân Đỉnh, mời các ông trùm giới kinh doanh ở Nam Thành. Tôi muốn cho Chi Đình một niềm vui bất ngờ vào ngày kỷ niệm kết hôn. Dạ, thưa Lật tổng. Nổ đơn rồi. Là đơn hàng của Chi Đình. Dự hay là có thể cùng nhau ăn cơm. Mà đưa tôi đến Quân Đình. Mau lên, mau lên. Chủ tịch sắp trễ rồi. Chủ tịch, cô đi từ từ, cẩn thận. Lái xe ra xa một chút, đừng để bị phát hiện. Dạ, dạ được, thưa Lý tổng. Cái này nhất định phải theo sát thực hiện. Cô, trong thẻ có 2 triệu, anh cầm mà mua bộ đồ mới. Phó gia, người vợ chưa cưới đã biến mất từ lâu của anh. Đúng là chẳng biết tốt xấu gì, lại từ bỏ người nắm quyền ở tỉnh Giang, sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ như phó gia, để lấy một tên trai nghèo vừa khó như Lâm Chi Đình. Còn giả vờ làm shipper, chỉ lòng tự trọng của một kẻ đàn ông thôi. Giỏi thật. Chi bằng cứ để cho cô ấy chịu khổ thêm một chút, như vậy thì cô ấy mới biết được điểm tốt của người chồng chưa cưới này. Đó là cô vợ làm shipper của Lâm tổng mà. Lần này có kịch hay để xem rồi. Anh làm gì vậy? Anh đói rồi. Muốn ăn cơm thôi. Chi Đình, đồ ăn của anh tới đây. Các người đang làm gì vậy? Chi Đình, đây chính là cô vợ làm shipper của anh sao? Đầu tóc rối bù, lôi thôi nhếch nhác. Thảo nào Chi Đình chẳng bao giờ dẫn cô đi gặp người ngoài. Anh yêu, nếu cô ta nhìn thấy rồi, chúng ta cũng không nên phải giấu giếm nữa. Làm Chi Đình, cô ta là ai? Cô ấy là người phụ nữ mà tôi yêu nhất trên đời. Khoan đừng vội khóc. À đúng rồi, còn cái này nữa. Tôi đã ký vào bản thỏa thuận ly hôn rồi. Anh làm vậy là có ý gì? Ý gì sao? Công ty của Chi Đình bây giờ sắp lên sàn chứng khoán rồi, sau này sẽ càng phát triển vượt bậc, đạt được hợp tác với tập đoàn Vân Đỉnh. Cô nghĩ một con nhỏ làm shipper như cô còn xứng đáng với Chi Đình sao? Làm Chi Đình, anh nói đi. Anh cũng nghĩ như vậy phải không? Đúng rồi đó, Lật Phi Phi. Cô chỉ là một đống bùn nhão, vĩnh viễn không thể trát lên tường. Còn tôi thì khác, tôi đang lên như diều gặp gió. Người phụ nữ của tôi vốn dĩ không thể nào là một kẻ giao hàng nghèo hèn như cô được. Nếu tôi mà là cô ta, tôi đã tìm một cái lỗ để chui xuống từ lâu rồi. Âu cũng là vì Lâm tổng của chúng ta tốt bụng nên mới chịu để cho một shipper làm vợ lâu như vậy. Làm Chi Đình, ai cũng có thể chê bai tôi, chỉ riêng anh là không có tư cách. Hồi trước khi nhà anh còn nghèo rớt mồng tơi, chính tôi đã kiếm tiền nuôi gia đình. Lúc anh chẳng làm được trò chống gì, chính tôi đã đi giao hàng. Chính tôi đã giúp anh khởi nghiệp đến giờ. Đó là do bản thân cô tự nguyện hy sinh, làm người giúp việc cho nhà chúng tôi. Sao bây giờ lại trách tôi? Lật Phi Phi, cô biết tại sao chúng ta kết hôn bao năm trời mà tôi không hề động đến cô không? Vì tôi ngửi thấy mùi mồ hôi trên người của cô. Ghê tởm chết đi được. Lúc trước là anh đã quỳ xuống xin được cưới tôi. Giờ anh ăn nên làm ra rồi, có bồ nhí rồi, lại thấy tôi ghê tởm. Tôi và Chi Đình là thật lòng yêu nhau, có cần gì phải khổ sở đeo bám, là bản thân giống như một quán phụ vậy. Tôi nói chuyện với chồng tôi liên quan gì tới cô? Cô Lật Phi Phi, cô đúng là một kẻ ngu ngốc. Cô dám ăn nói với cục cưng của tôi vậy sao? Cô có biết cô ấy là ai hay không? Nếu cô đắc tội với cô ấy thì cả đời này đừng mơ đến việc sống ở Nam Thành nữa. Khẩn trương lên, tôi đã ký vào bản thỏa thuận ly hôn rồi. Ly hôn? Lâm Chi Đình, anh tưởng rằng chỉ dựa vào anh mà công ty này được như bây giờ sao? Đó đều là nhờ tôi, đương nhiên là tôi biết. Đương nhiên là nhờ sự giúp đỡ của tập đoàn Vân Đỉnh trong 3 năm qua. Bằng không, tôi chẳng là cái thái gì cả. Vậy anh có biết vì sao tập đoàn Vân Đỉnh lại muốn giúp anh không? Đương nhiên là vì người giàu nhất Nam Thành, chủ tịch tập đoàn Vân Đỉnh chính là người thương tôi. Đáng ghét, anh biết thân phận của tôi. Thân phận? Thân phận shipper hả? Chẳng lẽ cô định nói cô là chủ tịch tập đoàn Vân Đỉnh? Lật tổng, tôi vốn dĩ chính là chủ tịch của tập đoàn.
Cô đang mơ mộng hảo quyền hả? Tôi vẫn luôn sống kín đáo, không xuất hiện trước mặt mọi người. Vậy mà bây giờ cô lại dám mạo danh thân phận chủ tịch tập đoàn Nhân Đỉnh của tôi. Lực Phi Phi, còn tiện nhân này, ai bảo cô dám chống đối cục cưng của tôi? Cục cưng à, tay em có đau không? Để anh thổi cho. Anh đánh tôi? Đánh cô thì sao? Cô mạo danh thân phận của tôi ngay trước mặt tôi. Đánh cô là còn nhẹ đó. Cô nói cô là Lộc Phi Phi của tập đoàn Vân Đỉnh. Cô mau cút sang một bên đi. Là phung phí hết cơm gạo rồi. Thật kinh tởm. Lộc Phi Phi, cô tưởng rằng mình cũng tên là Lộc Phi Phi thì sẽ trở thành người giàu nhất Nam Thành sao? Cô không ngửi cái mùi nghèo khổ trên người mình à? Làm ai cũng thấy ghê tởm. Ngay cả sợi dây chuyền mà tôi đeo cũng là ngôi sao đại dương trị giá 200 triệu. Cô có không? Tại sao dây chuyền của tôi lại trên người cô? Cô muốn ăn cướp à? Cô cướp được một sợi dây chuyền, có cướp được cả biệt thự Vân Đỉnh không? May mắn là cục cưng của tôi đã từng dẫn tôi vào đó một đêm. Mức độ xa qua trong nơi đó là thứ mà cô có nằm mơ cũng không mơ được. 3 năm qua, để che giấu thân phận, mình vẫn luôn tranh thủ nghỉ ngơi ở biệt thự ngoại ô, không dám trở về biệt thự Vân Đỉnh lần nào. Tại sao người phụ nữ này lại có thể vào trong? Được rồi, mau chóng ký thỏa thuận rồi cút ra ngoài. Tôi cũng không muốn để giới thượng lưu biết tôi có một cô vợ làm shipper đâu. Ly hôn chứ gì? Được thôi, cũng được. Nhưng tôi phải nói cho anh biết là tôi muốn ly hôn với anh, là tôi muốn đá cái tên cặn bã nhà anh. Cô mà cũng xứng đá tôi sao? Cái loại người phụ nữ từ trên xuống dưới bốc mùi hôi thối như cô mà rời khỏi nhà tôi thì ai còn cần cô nữa? Ai nói là không ai cần cô ấy? Tôi cần. Là anh à? Mày là thằng nào? Tập đoàn Quân Đình không phải là ai muốn vào cũng được đâu. Tôi là bạn trai của Lộc Phi Phi. Một con đàn bà hư hỏng mà tao chẳng thèm thì lại có thằng ngu nào cần chứ? Anh ấy chính là bạn trai của tôi. Anh ấy cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, có tiền hơn anh. Anh ấy tên là Phó Cẩn Ngôn. À đúng rồi, anh ấy tên là Phó Cẩn Ngôn. Cái gì? Anh là Phó Cẩn Ngôn, kỳ tài nổi tiếng, quyết đoán trong giới kinh doanh, người giàu nhất thế giới, phó tổng. Không sai. Tưởng cô tìm được người thế nào, quá ra là kẻ lừa đảo. Một con nhỏ shipper với một tên lừa đảo cũng thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đến cả tôi còn chẳng dám nói là từng gặp phó tổng, vậy mà kẻ lừa đảo này lại xưng là phó tổng. Đúng thật là không biết lượng sức mình. Cô dựa vào đâu mà có thể gặp được tôi? Anh lấy gì chứng minh? Chúng tôi là ai cũng không cần thiết phải giải thích với các người. Các người chỉ cần biết mắt cá lại lẫn lộn với ngọc trai thì sớm muộn sẽ có ngày phải hối hận thôi. Anh yêu à, chúng ta đi thôi. Cút cút cút. Lâm Chi Đình, mọi thứ mà bây giờ anh đang có tôi sẽ lấy lại tất cả. Cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi. Tay của cô... Không sao, tôi nhất định sẽ cảm ơn anh. Cảm ơn thế nào? Lại đưa tôi thêm 2 triệu nữa sao? Trong thẻ này có 10 triệu, anh cầm đi. Nếu chồng cũ của cô mà biết được rằng người vợ làm shipper của anh ta hỏi ra là đưa cho người ta 10 triệu thì chắc sẽ tiếc đứt ruột mà xem. Có điều lần này tôi đến Nam Thành là để tìm vợ chưa cưới của tôi. Vợ chưa cưới của anh trông như thế nào? Tên của cô ấy là gì? Có lẽ tôi sẽ giúp được anh. Cô ấy tìm được chân ái nên đã đào hôn rồi. Có điều... tôi đã tìm được cô ấy. Tôi tin là anh chắc chắn có thể tìm được tình yêu đích thực. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tới tìm tôi. Tôi còn có việc tôi đi trước đây. Phó gia, tôi vừa nhận được tin 3 ngày sau Lật Tổng sẽ tổ chức yến tiệc ở biệt thự Vân Đỉnh. Vậy thì 3 ngày nữa chính thức gặp cô ấy. Nhưng thưa cậu chủ, nhưng 3 ngày sau anh còn cuộc họp xuyên quốc gia. Quyền thế không đáng để nhắc trước mặt tôi. Giả lại, màn kịch hay này sao có thể thiếu tôi được? Dạ. Thông báo xuống dưới, hủy bỏ tất cả việc hợp tác với tập đoàn Quân Đình. Những tài nguyên mà trước đây Vân Đỉnh đã cho Quân Đình, tôi muốn lấy lại từng thứ. Dạ, thưa Lật Tổng, vừa nãy quản gia bên biệt thự gọi đến để hỏi cô về phong cách bữa tiệc tối nay. May mắn là cục cưng của tôi đã từng dẫn tôi ở trong đó một đêm. Mức độ xa qua trong nơi đó là thứ mà cô có nằm mơ cũng không mơ được. Căn nhà mà đôi cậu nam nữ đó từng ở làm tôi thấy ghê tởm. Quỷ luôn cả bữa tiệc tối nay. Dạ. Đến khu chung cư Bắc Kiến. Cục cưng, tại sao em lại để tập đoàn Vân Đỉnh quỷ bỏ dự án lớn thế này? Cục cưng, biểu hiện vừa nãy của anh làm em không hài lòng sao? Tại cô vợ cũ của anh vừa đến gây chuyện, em không vui, cũng không được trừng phạt anh một chút sao?
Được được được, thì tại chúng ta sắp kết hôn rồi, anh muốn lấy dự án lớn này để bước vào xã hội thượng lưu, như thế chẳng phải em càng được nở mặt hay sao? Để em xem xét đã. Mẹ, tập đoàn Dương Đỉnh sao lại đột ngột quỹ hợp tác với quân đình vậy? Sao mẹ biết được? Mẹ chỉ là một quản gia nhỏ ở biệt thự Dương Đỉnh. Còn mau chóng trả lại món đồ mà con đã cho cuốn Lật Tổng đi. Nếu Lật Tổng biết còn mạo danh thân phận cô ấy đi lừa gạt mọi người khắp nơi, e rằng hai mẹ con mình phải ngồi tù mọt công đó. Chính miệng cô ta nói là muốn quay về sao? Mẹ cũng mới gặp Lật Tổng cách đây 3 năm, làm gì có tư cách mà nói chuyện với người ta. Là thư ký Dương nói Lật Tổng muốn tổ chức yến tiệc ở biệt thự Dân Đỉnh, nhưng sau đó lại không biết tại sao lại nói không về nữa. Lát nữa mẹ còn phải sắp xếp người đi thông báo cho các sếp lớn trong giới nữa. Vậy thì mẹ sợ cái gì? Một người đã biến mất 3 năm sao có thể nói trở về là trở về được? Mẹ, mẹ được thông báo rồi. Bữa tiệc đó vẫn còn có ích cho con. Con gái của mẹ có lấy được chồng giàu hay không thì phải xem cơ hội lần này. Chi Đình, anh đừng không vui nữa. 3 ngày sau em muốn tổ chức yến tiệc ở Dân Đỉnh, cũng đã mời các ông lớn trong giới kinh doanh rồi. Đến lúc đó chỉ cần em nói một câu, anh còn lo không được hợp tác sao? Cục cưng, anh biết ngay là em không nhẫn tâm mà. Con trai tôi đã ly hôn với cô rồi, cô về đây làm gì? Chị dâu, chị cũng được quá trách anh trai em. Bản thân chị chẳng qua chỉ là một shipper hôi hám, bị cắm sừng cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Nếu chị cứ tiếp tục dây dưa mãi không buông thì thật không biết xấu hổ. Cô yên tâm, tôi sẽ không dây dưa với cái loại đó đâu. Bà làm gì vậy? Thứ nghèo hèn để phát điên như mày, ai mà biết được mày có chôm đồ của nhà tao không? Lật Phi Phi, chị điên rồi à? Mày dám đánh bọn tao? Mày có biết Lật Tổng, người chống lưng cho con trai tao là ai không? Lật Tổng chứ gì? Mắt chó của các người đúng là mù đuối hết rồi. Thôi bỏ đi mẹ, đừng chấp cái loại tiện nhân này. Đợi 3 hôm nữa chúng ta đi tham gia yến tiệc của Lật Tổng ở biệt thự Dân Đỉnh. Đến lúc đó nhà họ Lâm chúng ta sẽ lên như diều gặp gió. Xử lý chị ta là chuyện quá đơn giản. Biệt thự ở Dân Đỉnh mày đã quỷ rồi mà. Được thôi, vậy tôi muốn xem thử 3 hôm nữa các người sẽ bay thật cao hay là ngã thật thảm. Lật Tổng, 3 năm không về biệt thự mà đã có tù hố chiếm tổ rồi. Ai mà to gan vậy? Giờ tôi sẽ đi xử lý cô ta ngay. Không cần, tôi lại muốn xem thử 3 hôm nữa cô ta sẽ làm trò quỷ gì trong nhà của tôi. Thật không hổ danh là biệt thự Dân Đỉnh, xa qua nhất Nam Thành. Cái đèn phát sáng này chắc cũng phải đáng giá 8 triệu ấy. Ôi dào, con nói linh tinh gì vậy? Lật Tổng là nhân vật như thế nào? Mấy món đồ này chắc chắn phải là loại cao cấp nhất rồi. Đúng đúng đúng, vậy thì hồi nhà Lâm chúng ta coi như là leo được cành cao rồi, dứt bỏ được con nhỏ shipper hôi hám. Mẹ, con tiện nhân đó sao mà so được với cục cưng của con. Ây da, đúng rồi đúng rồi. Chào mừng mọi người đến với yến tiệc Dân Đỉnh. Hôm nay tổ chức bữa tiệc này chính là muốn giới thiệu với mọi người, đây là chồng chưa cưới của tôi, CEO của tập đoàn Quân Đình, Lâm Chi Đình. Ngôi sao đại dương, cô ấy là Lật Tổng. Còn phải nói nữa sao? Vừa tổ chức yến tiệc ở biệt thự Dân Đỉnh, vừa đeo ngôi sao đại dương, không phải Lật Tổng thì là ai? Vậy thì hợp tác với tập đoàn Quân Đình cũng chính là hợp tác với tập đoàn Dân Đỉnh rồi. Lâm Tổng và Lật Tổng đúng là trai tài gái sắc. Không biết sau này chúng ta có cơ hội hợp tác không? Vậy thì hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn. Còn có tập đoàn Lộc Giả của chúng tôi nữa. Còn nữa, tập đoàn Cửu Long. Sao cô ta lại đến đây? Lật Vi Vi, đồ tiện nhân này. Cô thấy con trai tôi thăng quan tiến chức,
nên vẫn lì lợm đeo bám tới đây sao? Xem kìa, còn thuê cả lễ phục để chạy đến đây làm màu nữa. Chẳng phải một con nhỏ shipper hôi hám lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua một bộ lễ phục kém sang? Đương nhiên là nhờ cả nhân tình của cô ta rồi. Mẹ thấy trước khi cô ta kết hôn đã có cái thói lẳng lơ rồi, còn dám đưa đến tận đây nữa, đúng là không biết xấu hổ. Cái miệng lắm lời của bà vẫn chưa được ăn giả đủ đúng không? Cô cũng ngang ngược thật đó, dám đến địa bàn của tôi mà lớn lối. Tôi thấy cô bị điên rồi phải không? Địa bàn của bà? Biệt thự Dân Đỉnh này đổi thành nhà họ Lâm từ bao giờ? Lực tổng sắp sửa trở thành con dâu của tôi rồi. Đến lúc đó nhà họ Lực chính là của nhà họ Lâm rồi. Dù sao đi nữa, sớm muộn chúng tôi cũng sẽ chuyển vào sống trong căn biệt thự này thôi. Còn một con nhỏ shipper hôi hám như cô là cái thái gì chứ? Láo xược. Các người có biết đang nói chuyện với ai không? Ai chứ? Chẳng qua là một con đàn bà vừa làm shipper hôi hám, vừa có thói lăng loàn mà thôi. Có đúng không? Thật kinh tởm. Lật tổng sao lại để loại người này tham gia vào buổi tiệc chứ? Sao mà lật tổng có thể mời loại người như cô đến đây được chứ? Làm vậy rõ ràng là hạ thấp đẳng cấp của cả bữa tiệc rồi. Để tôi xem nào. Chắc là ai đó không mời mà đến, nhằm mục đích tìm một lão già nào đó. Y miệng. Cái thứ có mắt như mù. Cô còn đứng đó làm gì? Còn không mau cút ra ngoài cho tôi. Đuổi tôi. Cô còn chưa đủ tư cách. Anh, anh xem cô ta lớn lối tới mức nào rồi. Ây da, mà báo cảnh sát đi. Cô ta vừa đánh người, vừa muốn cướp nhà dân. Cho cô ta vào trong tù, cả đời này cũng đừng ra ngoài. Báo cảnh sát, báo cảnh sát gì chứ? Anh muốn các sếp lớn ở đây xem trò cười sao? Chuyện xấu của nhà anh thì anh mau chóng xử lý ngay cho em. Nếu anh mà phá hỏng bữa tiệc của em thì xem em còn giúp anh nữa không. Được rồi, cục cưng, em đừng lo. Anh sẽ đi xử lý ngay. Nhất định sẽ cho em một câu trả lời dự ý. Lật Phi Phi, tôi dễ dãi với cô quá rồi đúng không? Đây là nơi mà cô có thể đến sao? Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn. Hoặc là tự mình cút ra ngoài, hai là tôi gọi người ném cô ra ngoài. Còn tôi chỉ cho anh một lựa chọn. Bây giờ hãy đưa cô bồ nhí kia và cả gia đình rác rưởi của anh bỏ ngay ra khỏi nhà tôi, nhà của cô. Còn không nghe nhầm chứ? Biệt thự Dân Đỉnh này trị giá cả chục tỷ. Một con nhỏ nghèo hèn như cô mỗi ngày phải ngủ với năm, à không, ngủ với 50 lão già, e rằng cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh ở đây đâu. Phải đó, kết hôn 3 năm rồi, tiền trong ví cô ta còn chưa được 100 tệ. Cô khoác lác cái gì vậy? Không sợ bị giả mặt sao? Giữa cô và những người khác quả nhiên là có sự khác biệt về tầng lớp. Cô không biết giá trị căn biệt thự của tôi thì không sao, tôi tha thứ cho cô. Nhưng hôm nay cô tự ý dẫn người xông vào đây, rõ ràng là đang xem thường và họ Lập chúng tôi. Hỏi ra là nói nhà của cô. Vậy thì hãy mở to mắt chó của các người xem, ai mới là bà chủ của căn nhà này. Chuyện này là sao? Cô ấy mới là Lật Tổng thật sao? Sao có thể như vậy được? Lật Tổng, chuyện này là sao? Còn có thể là sao được nữa? Qua đây khoác lác thôi mà. Lật Phi Phi, không thể không nói cô làm giả trông cũng giống thật đó. Có điều nếu cô thật sự tài giỏi như vậy, sao không làm giả giấy tờ của cố cung rồi nói cố cung là nhà của cô đi? Thật ngại quá thưa các vị, đây chính là con đàn bà lăng loạn mà con trai tôi đã dứt bỏ. Một con nhỏ shipper hôi hám sao có thể mua được căn nhà này chứ? À, tôi nhớ ra rồi, chính là cô ta. Trước đây cũng từng đến công ty của tôi để giao đồ ăn. Sao có thể để loại người thần kinh này vào đây được chứ? Đúng là suối quẩy. Cô cười cái gì? Nếu các người cho rằng tôi là người giao hàng, còn cô ta là Lật Tổng, vậy tôi nghe nói Lật Tổng là nhà sưu tập rượu giang hàng đầu trong nước. Yến tiệc của cô ta toàn dùng rượu giang có giá mấy trăm nghìn. Chẳng lẽ hôm nay mọi người không nếm ra được loại rượu giang này quá mức tầm thường hay sao? Phải đó, nghe nói tối nay Lật Tổng tổ chức yến tiệc, tôi còn muốn nếm thử rượu quý mà Lật Tổng cất giữ. Nhưng rượu này cũng chỉ là rượu giang bình thường, có giá nghìn mấy một chai trong cửa hàng thôi. Sao vậy? Lật Tổng đây là không mời nổi mọi người uống rượu giang, hay là không biết rượu quý cất ở đâu? Lật Phi Phi, cô nói bậy gì vậy? Đây là nhà của Lật Tổng, sao Lật Tổng có thể không biết rượu quý cất ở đâu? Chị dâu, chị mau lấy rượu được cất riêng ra đây cho mọi người nếm thử, để giả thẳng vào mặt con tiện nhân này. Tôi... để tôi đi lấy. Mình chỉ ở lại đây 2 đêm, đâu có biết rượu giang cất ở đâu. Nhiều rượu như thế này, thiếu một chai chắc cũng không phát hiện đâu. Nhìn đi, rượu đây.
Cô cười cái gì? Chai rượu vang này chỉ là loại tôi dùng để súc miệng sau khi ăn thôi. Sao cô không biết ngưỡng mà còn cầm vậy? Lật tổng, chai này tuy rằng hơi đắt nhưng cũng chỉ có 10.000 một chai thôi, không thể gọi là rượu quý được. Cô cầm chai này ra đây là vì cô ta không biết rượu quý cất ở đâu. Cho dù biết, cô ta cũng không mở được. Đây mới chính là rượu vang cao cấp nhất trên thế giới. Lật Phi Vi, tôi không quan tâm cô đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì mà lại biết được mật mã rượu của nhà Lật tổng. Nhưng hôm nay chai rượu này dở thì cô phải đền. Tôi đã nói với các người là phải cẩn thận rồi mà. Đây là chai rượu vang mà Lật tổng tốn rất nhiều tiền mới đấu giá được. Các người đền không nổi đâu. Má Từ, má là quản gia lâu đời của biệt thự. Ở đây có hai người tự xưng là Lật tổng. Má mau đến xem ai mới là Lật tổng thật. Chào Lật tổng, đây là Lật tổng thật. Má Từ, má. Các chị, giờ mọi người đã nghe rõ rồi chứ? Rác rưởi như cô mà cũng dám so bì với Lật tổng sao? Lật Vi Vi, cô có biết chai rượu vang này mà cô làm dở có giá bao nhiêu tiền không? Một con đổ nghèo khỉ như cô có làm cả đời cũng không đền nổi đâu. Tôi làm dở đồ của mình thì phải đền cho ai? Cô, con gái con đừng làm quá. Mặc dù mẹ không nhớ rõ ràng dáng vẻ của Lật tổng, nhưng mẹ cảm thấy người phụ nữ này có khí chất cực kỳ giống cô ấy. Mẹ sợ cô ta chỉ là một con nhỏ shipper hôi hám, sao có thể là Lật tổng được. Người phụ nữ này hôm nay đến chắc định phải cho cô ta một bài học. Nhưng mẹ khuyên con nên, mẹ sợ thì mẹ cứ về trước đi, đừng ở đây làm hỏng chuyện của con. Lật tổng nói là sẽ không đến. Người phụ nữ này không thể là cô ấy, chắc sẽ không gây ra rắc rối gì đâu. Lật Vi Vi, cô đã làm dở chai rượu của tôi. Tôi thấy cô cũng đền không nổi. Hay là thế này, bộ lễ phục trên người của cô tôi thấy cũng đáng giá chút đỉnh. Tôi không quan tâm cô trộm được ở đâu. Cởi nó ra, để mình trần mà ra ngoài thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Bản thân cô là trộm, lại cho rằng mọi người đều là trộm sao? Lật Vi Vi, tôi cho cô mặt mũi mà cô không biết điều sao? Những người có mặt ở đây hôm nay đều là những nhân vật hàng đầu ở Nam Thành. Người phụ nữ này cướp người đàn ông của tôi, phá hỏng buổi tiệc của tôi, nhiều lần đối đầu với tôi. Không biết mọi người có thể giữ thể diện cho tôi mà cấm cửa cô ta. Tôi đường đường là sếp của một công ty giao hàng, cũng phải ngưỡng mộ cuộc sống của Lật tổng. Một shipper quèn như cô mà lại dám lớn tiếng trước mặt Lật tổng, tôi tuyên bố cấm cửa cô ta trong ngành giao hàng. Ngành ẩm thực chúng tôi cũng vậy, ngành bất động sản cũng vậy, cấm cửa cô ta. Đúng rồi, cấm cửa cô ta. Lật Vi Vi, lần này thì bé bét rồi. Tôi thấy bây giờ cho dù cô có ra ngoài ăn xin, e là cũng chẳng có ai cho cô một xu đâu. Để tôi xem ai dám cấm cửa cô ấy. Phó gia, Phó Cận Ngôn vào nhất thế giới. Sao anh ấy lại đến đây? Phó gia, để anh chê cười rồi. Trong buổi yến tiệc này có người gây rối, chúng tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút. Đúng rồi, nhà họ Lật và nhà họ Phó có quan hệ nhiều đời. Cô ta còn dám làm mất mặt Lật tổng, quả thật có trời bằng dung. Phó gia cũng đến đây rồi. Xem ra lần này nhà chúng ta đã bám được đúng cành cao rồi. Nam Nam, con nhất định phải biểu hiện thật tốt. Nếu con quý rượu được Phó gia thì hai mẹ con chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp rồi. Mẹ, chuyện này con cần mẹ nói sao? Cục cưng, anh không ngờ em lại mang đến cho anh một bất ngờ lớn như vậy. Nếu có thể bàn chuyện hợp tác với Phó gia, nhà họ Lâm chúng ta chẳng phải sẽ trực tiếp nằm trong ba gia tộc lớn nhất Nam Thành sao? Gia đình em, anh biết rồi. Chào anh Phó gia, tôi là chồng chưa cưới của Lật tổng. Thứ rác rưởi gì, cũng xứng nói chuyện với Phó gia sao? Phó Cẩn Ngôn, con cũng hóng hách ngang ngược quá trời. Con trai tôi nói thế nào cũng là con rể của nhà họ Lật. Cho dù nhà họ Phó quyền thế ngất trời, nhà họ Lật của chúng tôi cũng không kém. Con không sợ nhà họ Lật gây khó dễ với cậu sao? Ngay đến bà chủ của nhà họ Lật còn không phân biệt mà còn dám thách thức Phó gia. Lật tổng, anh ta nói vậy là có ý gì? Cô không phải là bà chủ của nhà họ Lật sao? Nhớ dẫn, không phải tôi thì ai? Chẳng lẽ lại là con tiện nhân là Phi Vi sao? Vậy thì chắc chắn là không phải rồi. Em chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi, chị đừng tưởng thật. Ai vừa nói là muốn đấu giá cô ấy? Tôi cứ thắc mắc tại sao Phó gia lại đánh gia đình nhà chúng tôi. Quá ra là vì con tiện nhân này mới ly hôn được mấy ngày mà cô đã quyến rũ được cả Phó gia rồi. Cô đúng là thứ đàn bà dâm đảng. Bà nói cái gì? Kìa Phó gia, Phó gia, cậu đánh nhầm người rồi.
Cậu ta mới là gã nhân tình của Lật Vi Vi. Còn trai tôi sớm đã ly hôn với người phụ nữ lăng loàn này rồi. Cậu có biết không, cô ta chỉ là một con nhỏ shipper. Cô ta còn cả gan lừa cậu qua đây để ra mặt cho cô ta. Lật tổng tìm được nhà chồng thật tốt, lấy mỗi người một cánh tay rồi ném ra ngoài cho tôi. Đừng mà, đừng mà. Phó gia, anh tuyệt đối đừng để con tiện nhân này lừa gạt. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi là mẹ chồng tương lai của Lật tổng. Những người lúc nãy đã cấm cửa cô đều bị cấm cửa hoàn toàn ở Nam Thành. Phó tổng, chúng tôi đều là vì Lật tổng mà. Dẫn đi. Phó tổng, phó tổng. Nè, còn cô Lật tổng đây, hình như có chút việc cô vẫn chưa giải quyết xong đâu. Để cô ta đi, cô ta chỉ là một con hề mà thôi. Để tôi xem cô ta chống chọi được bao lâu. Phó gia, anh quen tôi sao? Lật tổng, ngay cả chồng chưa cưới của mình mà cô cũng quên sạch rồi sao? Chồng chưa cưới? Lật tổng, 3 năm trước khi ông chủ qua đời đã định sẵn mối hôn sự này cho cô. Chồng chưa cưới của cô chính là phó gia đây. Chuyện này đã được hai vị trưởng bối của hai nhà quyết định. Chỉ định xong thì cô liền biến mất. Thật ngại quá phó tổng. Hôm khác tôi sẽ đích thân đến nhà thăm hỏi trưởng bối, giải thích cho họ rõ ràng cuộc hôn nhân này nên hủy bỏ. Hai chúng ta không phù hợp, không phù hợp. Anh cũng thấy rồi đó, tôi đã có một đời chồng, đã phế vật đó mà cũng xứng sao? Có điều lúc nãy cô nói không vạch trần thân phận của ta. Phải đó Lật tổng, trước mặt nhiều người như vậy, tại sao cô không vạch mặt bọn chúng để cho mọi người biết bọn chúng chính là kẻ lừa đảo, để bọn chúng không sống yên ổn ở đây được? Vậy có phải dễ dàng cho họ quá không? Hoàn toàn không được nếm trải nỗi khổ mà tôi đã chịu đựng. Tôi muốn lấy lại từng chút một những thứ mà họ đã cho tôi. Tôi càng muốn họ phải trả giá từng chút một. Cô vợ chưa cưới này càng ngày càng thú vị. Còn tị nhân Lật Vi Vi này, nếu không phải tại cô ta gây rối thì tối nay cả nhà chúng ta đã một bước lên trời rồi. Chuyện tốt thì không thành, còn bị đánh ra đồng nổi này nữa. Sau này nhà họ Lâm chúng ta biết sống thế nào ở Nam Thành đây? Còn phải làm sao bây giờ? Con đã đi khoác lác khắp nơi rồi. Con còn nói là sao tối nay nhà họ Lâm chúng ta sẽ là tầng thượng lưu. Lần này con còn mặt mũi nào gặp bạn con nữa? Được rồi, hai người vẫn không biết ngượng mà ở đó than phiền nữa. Lúc đầu nếu không phải vì hai người cứ nặng nặc đòi con tiện nhân đó làm người giúp việc miễn phí chăm sóc cho chúng ta thì con đâu có đến nỗi bị như vậy. Chuyện đó ai mà biết được con nhỏ Lật Phi Phi kia lại có bản lĩnh như vậy, đến cỡ phó gia mà cũng quyến rũ được. Cô ta làm gì có bản lĩnh, chẳng qua là con tiện nhân kia thấy ai là cũng muốn quyến rũ. Anh phó của tôi không hề để mắt tới cô ta. Giả lại anh phó của tôi đường đường là chủ tịch của tập đoàn Long Xuyên, sao có thể thích một con nhỏ shipper được? Phải đó, đều không phải gia đình nhà chúng ta 3 năm trước đã điều tra rõ ràng về gia cảnh của cô ta sao? Thì nhìn cái cách của cô ta diễn xuất đâu ra đó, tôi suýt nữa cũng tin rồi. Một con nhỏ nghèo khổ như cô ta đâu có xứng so bì với tôi. Đúng đúng đúng, tôi nói sai rồi, tôi nói sai rồi. Tôi tự giả miệng. Đúng là mang cho con tiện nhân Lật Phi Phi đó. Vốn định trừng phạt cô ta, kết quả thì hay rồi, còn bị phó gia đuổi ra ngoài. Lần này chắc hẳn trong lòng cô ta vui như nở hoa rồi. Cô ta có thể đắc ý được bao lâu? Trời ơi, cục cưng, nhìn bộ dạng hôm nay của phó gia hình như thật sự nổi giận rồi. Chuyện này sẽ không liên lụy đến nhà họ Lâm chứ? Vậy phải làm sao đây? Phó gia là nhân vật một tay che trời. Cậu ta mà khiến nhà họ Lâm phá sản trong 3 ngày thì nhà họ Lâm sẽ không trụ nổi đến ngày thứ tư đâu. Chuyện này còn trách ai được? Để tạo bất ngờ cho mấy người, tôi đã mời cả anh phó đến. Nếu không phải gì chuyện xấu trong nhà các người thì anh phó của tôi đâu đến nỗi phải chịu ấm ức mà tức giận với các người chứ. Yến tiệc đang yên lành tự dưng bị phá hỏng. Phải, đều là lỗi của chúng tôi. Tôi nói trước, nếu người phụ nữ đó còn đến làm loạn thì cuộc hôn nhân của hai gia đình chúng ta phải xem lại. Đừng mà chị dâu. Cục cưng à, con nhỏ Lật Phi Phi đó cũng chỉ là một con ăn mày từ quê lên thôi. Cô ta có thể gây sóng gió tới đâu chứ? Anh đang chờ công ty lên sàn chứng khoán để có thể đường hoàng rước em về nhà mà. Được rồi, mọi người cứ yên tâm đi. Cho dù anh phó có tức giận muốn nhắm vào anh, nhưng mọi người cũng sẽ nể mặt anh là chồng chưa cưới của Lật tổng. Mà mạo hiểm hợp tác, tập đoàn Quân Đình của anh cũng đâu phải quá tệ. Vậy thì tốt rồi. Chị dâu, chị yên tâm, em có cách trừng trị con tiện nhân Lật Phi Phi đó. Alo, anh Bưu, chỗ em có món hàng tươi mới, trông vẫn ngon nghẻ lắm, anh có muốn nếm thử không? Là cô chị dâu kia của em sao? Anh đây đã tơ tưởng cô ta lâu lắm rồi. Bao giờ thì em được cô ta đến câu lạc bộ dân đỉnh chơi? Đừng gấp mà anh Bưu,
cho em sắp xếp. Chỉ là không biết người chị dâu này của em đáng giá bao nhiêu. Về mặt này, anh có bao giờ bạc đãi em đâu. Chỉ cần em có thể dẫn đến, em muốn bao nhiêu cũng được. Vẫn là anh bưu hào phóng. Được rồi, cứ như vậy đi. Đến lúc đó, anh cứ chơi thoải mái, không cần kiêng nể em đâu. Nhìn đi, trong vòng 3 ngày, em đảm bảo sẽ khiến con nhỏ Lật Phi Phi đó thân bại danh liệt. Cút khỏi Nam Thành. Alo, mẹ à, bên biệt thự thế nào rồi? Không có vấn đề gì. Mẹ nghe nói họ giải tán hết rồi, biệt thự cũng dọn dẹp xong rồi. Quả nhiên đúng như con dự đoán. Con đã bảo rồi mà, người phụ nữ đó 3 năm không xuất hiện, sao đợt này là tự nhiên xuất hiện được chứ? Nhưng con gái à, mẹ thấy cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn cũng bị phát hiện thôi. Được rồi mẹ à, mẹ đừng lúc nào cũng tự dọa mình nữa. Con cúp máy đây. Mẹ, nghe đồn mẹ của Lật Phi Phi đã mất vì khó sinh rồi mà. Còn ba thì sao? Trước khi qua đời cũng không hề tái giá. Em lấy đâu ra mẹ vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ cũng nghe nói như vậy. Mà cô với con trai tôi ở bên nhau lâu như vậy rồi, toàn thấy con trai tôi mua cái này cái nọ cho cô, chứ chưa thấy cô có tài sản gì cả. Chắc chị không phải là giả đó chứ. Mấy người nói năng bậy bạ gì vậy? Vừa nãy tôi nói chuyện với mẹ nuôi của tôi, Dạng Tuyết, chuyên gia tài chính hàng đầu Nam Thành. Tôi không giúp các người. Các người nghĩ nếu tôi không giúp thì nhà họ Lâm tép treo của các người có thể từ một gian phòng nhỏ bé mà đi đến ngày hôm nay sao? Sao nào? Tôi tiêu có chút tiền mà mấy người đã sót rồi sao? Đâu có, đâu có. Chúng tôi không có ý đó. Dạng tổng có phải chính là người nắm quyền quyết định tất cả các công ty niêm yết ở Nam Thành không? Chị dâu, chị giỏi quá đi mất. Em chỉ biết nhà họ Lật và nhà họ Dạng qua lại thân thiết với nhau, nhưng thật không ngờ bà ấy là mẹ nuôi của chị. Mối quan hệ giữa chúng tôi làm sao mấy người biết được? Cũng may lúc ở biệt thự đã nghe người làm nói về mối quan hệ này, bằng không là lỗ tẩy rồi. Trời ơi, cục cưng à, em có mối quan hệ này sao không nói cho anh biết sớm? Anh còn nghe nói mấy ngày nữa Dạng tổng muốn mở một buổi đấu giá từ thiện cho con gái nuôi ở tập đoàn quốc tế Dạng Kim. Hóa ra là tổ chức cho em sao? Cục cưng nè, em dẫn cả nhà mình tới đó nha. Công ty anh mấy năm nay không được lên sàn chính là vì còn kẹt ở chỗ bà ấy. Em... để em xem đã. Chị dâu, chị còn xem gì nữa? Chúng ta là người một nhà mà. Con nhỏ Lật Phi Phi làm chị lo lắng, chị cứ yên tâm. Để em lo cho. Tôi không ở đây 3 năm. Không ngờ dưới trướng Dân Đỉnh lại có nhiều sâu mọt như vậy. Tôi vừa rà soát một lượt, những người này lại dám che giấu thu nhập để rút túi riêng. Sau này tôi không muốn nhìn thấy người phụ trách của những ngành này ở Nam Thành nữa. Tôi hiểu rồi, là tổng. Đến câu lạc bộ Dân Đỉnh rồi. Đông người dễ gây chú ý. Mọi người cứ chờ ở đây đi. Dạ. Tôi không đến tìm cô, mà cô tự mình đến tận cửa rồi. Vậy đừng trách tôi không khách khí nha. Anh Bưu, hàng đến rồi kìa. Lật Phi Phi, thật không ngờ bình thường cô ăn mặc đứng đắn nghiêm chỉnh mà cũng biết đến nơi này sao? Cô cũng ở đây còn gì? Sao vậy? Nóng giận mất khôn nên chửi luôn chính mình sao? Anh Bưu, anh xem cô ta kìa, có cá tính, anh đây thích. Anh Bưu, vậy anh cứ từ từ thưởng thức món ngon mà em tặng cho anh nha. Cút xéo. Anh Bưu mà cô cũng dám đánh sao? Đã đến đây chơi rồi mà còn giả bộ thanh cao sao? Anh Bưu để mắt đến cô là giữ thể diện cho cô lắm rồi đó. Mặt mũi xinh xắn thế này bị thương thì tiếc lắm. Người đẹp, nếu em ngoan ngoãn một chút, cái tát vừa nãy anh đây sẽ không tính với em. Nếu còn đùa giỡn với anh thì anh sẽ khiến em phải bỏ ra địa bàn của anh đó. Câu lạc bộ Dân Đỉnh này từ lúc nào thành địa bàn của anh vậy? Triệu Lục, tôi gia hạn cho ông trong vòng 10 phút phải lăn đến trước mặt tôi. Triệu Lục, Triệu Gia. Mày chơi tao sao? Rốt cuộc của ta là ai? Sao lại quen biết cả ba tao? Anh Bưu, sao em dám chơi với anh được? Cô ta chẳng qua chỉ là một con nhỏ shipper hôi hám, còn người tên Lục gì kia chắc chỉ là người tình già của cô ta thôi, trùng tên mà thôi. Dám lừa tao sao? Lật Phi Phi, để tôi xem lần này còn có ai có thể cứu được cô. Thư ký Dương, Lật tổng bị người ta kéo đi rồi. Cái gì? Mà chia nhau ra tìm cho tôi. Không ngờ các người lại dám kiếm chuyện trên địa bàn của tôi. Các người chán sống rồi sao? Lật Phi Phi, tôi khuyên cô,
tiết kiệm chút sức lực đi. Lát nữa tôi sẽ quay lại hết tất cả biểu hiện hôm nay của cô, rồi phát tán khắp Nam Thành. Tôi muốn cho mọi người thấy dáng vẻ này của cô, để xem sau này cô làm sao ở lại Nam Thành được nữa. Tôi cũng muốn xem thử các người có bản lĩnh đó không. Chết đến nơi rồi mà còn già mồm. Anh Bưu, anh có thể cho người ta 5 phút được không? Con tiện nhân này lần trước đã hại em không thể làm dâu nhà giàu rồi. Em còn chưa tính sổ với cô ta. Dịu dàng một chút, đừng làm tổn hại cô ta, anh yên tâm. Hai người đưa cô ta vào nhà vệ sinh cho tôi. Các ngươi muốn làm gì? Buông tôi ra. Cứ ấn xuống như vậy. Buông tôi ra. Rửa sạch cô ta cho tôi. Lật Vi Vi, hôm nay tôi sẽ cho cô biết kết cục khi đắc tội với tôi. Nào, lột quần áo của cô ta ra. Tôi muốn chụp ảnh cô ta cho chị dâu tương lai của tôi xem, để chị ấy bớt giận. Cô điên rồi sao? Tôi điên rồi. Tôi thấy người điên mới là cô. Ngay cả lực tổng mà cũng dám đắc tội. Cởi ra cho tôi. Theo camera giám sát, lực tổng bị đưa đến phòng 303. Đi mau. Đừng qua đây. Dừng tay. Lật tổng, cô không sao chứ? Lật Vi Vi, đây lại là gã nhân tình nào của cô vậy? Sau khi ly hôn với anh trai tôi, cô không kén chọn đàn ông sao? Cô là cái thái gì mà dám nói chuyện với Lật tổng như vậy? Lật tổng, cô ta mà cũng xứng là Lật tổng sao? Cô ta chẳng qua chỉ là một con nhỏ shipper thối, một đống rác từ dưới quê lên, suốt ngày giả danh Lật tổng để đi lừa bịp, đúng là không biết xấu hổ. Phó gia, hình như là Lật tổng đi dạy dỗ người phụ nữ đó cách nói chuyện cho tôi. Dạ. Cái tát này của tôi không chữa được đôi mắt mù của cô, nhưng trị được cái miệng của cô đó. Lật Vi Vi, cô, tôi thật sự đánh giá thấp cậu vợ nhỏ của mình rồi. Anh Bưu, cô ta dám ra tay đánh em trên địa bàn của anh kìa. Thế này là hoàn toàn không coi anh Bưu ra gì rồi. Cô em coi anh đây chết rồi hay sao? Tùy tiện gọi mấy người vào đây mà dám ra qua ở chỗ của anh sao? Vẫn chưa đến lượt của anh mà anh đã chen ngang rồi. Câu lạc bộ Dân Đỉnh trước giờ đều do tập đoàn Dân Đỉnh quản lý, từ lúc nào trở thành địa bàn của anh? Quản lý cấp cao nhất của câu lạc bộ Dân Đỉnh là Triệu Gia, còn ông đây chính là con trai của Triệu Gia. Hai cha con anh đây nói câu lạc bộ này họ Lật thì nó họ Lật, mà nói nó họ Triệu thì nó là họ Triệu, hiểu chưa? Sở dĩ tôi giao câu lạc bộ này cho ba anh quản lý là vì ba anh đã vất vả cả nửa cuộc đời cho nhà họ Lật, không ngờ một người tận tụy như ba anh lại sinh ra một thằng con như anh. Thư ký Dương, nói với Triệu Lục, còn 3 phút nữa thôi, mùng 1 giây thì tôi sẽ khiến nhà họ Lục biến mất khỏi Nam Thành. Thư ký Dương, không biết tôi đã phạm phải lỗi gì mà khiến Lật tổng không vui như vậy. Ông mau qua đây mà xem con trai ông đã làm ra chuyện gì. Tôi nghịch tử, lấy nhanh lên, không đến kịp trong vòng 3 phút thì mấy người đều bị mất việc. Lật Vi Vi, những người này là cô gọi đến từ đoàn kịch sao? Diễn xuất cũng được đó. Anh đây càng ngày càng có hứng thú với cô rồi đó. Nếu bây giờ cô bảo những người này cút ra khỏi đây rồi ngoan ngoãn ngủ với anh, thì chuyện ngày hôm nay anh đây sẽ không truy cứu nữa. Mày đi chết đi. Mày là cái thái gì mà dám lộng ngôn với Lật tổng hả? Anh Bưu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Gọi hết anh em ngoài kia vào đây cho tao. Hôm nay tao sẽ khiến bọn chúng không còn mạng để quay về. Lật Vi Vi, cô xong đời rồi. Tôi chưa từng thấy ai đắc tội với anh Bưu mà cuối cùng còn toàn vẹn để ra khỏi đây đâu. Cô chết chắc rồi. Vậy tôi chờ xem, lát nữa tôi ra khỏi đây thì các người sẽ có biểu cảm như thế nào. Ba, sao bà lại đến đây? Lật tổng, Triệu Gia, có phải ông nhận nhầm người rồi không? Cô ta chẳng qua chỉ là một con nhỏ shipper, sao có thể là Lật tổng được? Phải đó ba, chỉ là một con đàn bà bị nhà họ Lâm nhứt bỏ. Còn không chê cô ta mà cô ta dám tuyên bố sẽ khiến nhà họ Triệu biến mất khỏi Nam Thành. Hôm nay nếu chúng ta không dạy dỗ cô ta thì sao con có thể làm chủ câu lạc bộ Dân Đỉnh này được? Mày im miệng lại cho tao. Triệu Lục, câu lạc bộ Dân Đỉnh này từ lúc nào đã biến thành của nhà họ Triệu vậy? Lật tổng, thằng nhóc này toàn nói năng bậy bạ thôi. Cô tuyệt đối đừng tin lời của nó. Câu lạc bộ Dân Đỉnh trước giờ vẫn luôn trực thuộc tập đoàn Dân Đỉnh.
Nếu không có cô thì nhà họ Triệu làm gì có địa vị như hôm nay. Ngày xưa nhà họ Lật thành lập câu lạc bộ này coi như phần thưởng vì Triệu tổng đã hy sinh cả nửa đời người cho nhà chúng tôi. Không ngờ con trai ông lại tự tung tự tác như vậy. Xem ra không phải mới một ngày, không biết có bao nhiêu cô gái đã không còn mạng quay về, như là lời của anh ta vừa nói. Cái thằng nghịch tử này, tao quý cả nửa đời người ở tập đoàn Dân Đỉnh của tao, sớm muộn cũng bị hủy hoại trong tay mày. Ba, Lật tổng, tất cả mọi việc mà thằng khốn này gây ra tôi đều không biết. Cô yên tâm, bây giờ tôi sẽ lập tức cắt đứt quan hệ cha con với thằng khốn nạn này. Nhà họ Triệu không còn đứa con trai như này nữa. Cô cứ tùy ý xử lý nó. Ba, ba đang giỡn cái gì vậy? Con là con trai duy nhất của ba. Huống hồ cô ta chỉ là một kẻ giả mạo. Ba đừng bị cô ta lừa. Mày cút sang một bên cho tao. Đến giờ mà mày vẫn chưa biết người đứng trước mặt mày là ai sao? Nhà họ Triệu chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị quỷ hoại trong tay mày thôi. Ba, ba đúng là hồ đồ. Cô ta chỉ là một đứa shipper rách nát, Lật Vi Vi. Ông đây đã theo dõi cô 3 năm mà không ngờ cô lại đóng kịch giỏi như vậy. Ngay cả ba tôi cũng bị lừa. Cô dám động vào một ngón tay của ông ấy, ngày mai cô sẽ chết chắc. Vậy phải xem anh có thấy được mặt trời ngày mai không. Giả lại tôi không trừng trị anh, tự có người muốn gặp anh. Thư ký Dương, dẫn anh ta xuống để anh ta ở cùng với những người mà anh ta từng ức hiếp. Tôi tin là những người đó sẽ báo đáp anh thật tốt. Dạ, thưa Lật tổng. Ba, người phụ nữ này điên rồi. Ba mau cứu con với. Ba, ba. Rốt cuộc cô ta có phải là Lật tổng không? Mày lừa tao, tao sẽ không tha cho mày. Ba, ba ơi. Lật Phi Phi, con tiện nhân này, cô diễn kịch đủ chưa? Triệu Lục, món nợ giữa tôi và nhà họ Lục sau này sẽ từ từ tính. Giờ tôi còn một món nợ phải tính trước. Dạ, thưa Lật tổng, thuộc hạ xin phép cáo lui. Cô giỏi lắm, Lật Phi Phi. Không ngờ cô dám bịa chuyện trước mặt hai cha con Lục gia. Đợi đến khi họ biết sự thật thì cô sẽ xong đời. Cô vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Người đâu, kéo cô ta vào phòng vệ sinh cho tôi. Cô muốn làm gì? Lật Phi Phi này trước giờ có oán báo oán, có thù báo thù. Vừa nãy cô đối xử với tôi thế nào? Nếu cô không tự trải nghiệm thì chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Cô dám? Để tôi nói chuyện này với chị dâu của tôi, cũng là Lật tổng thật, thì cô chỉ có thể đi đời. Thả tôi ra. Đúng là một màn kịch hay. Tôi phát hiện ra lần nào gặp cô đều sẽ xảy ra một số chuyện thú vị. Là do con người cô thú vị, hay là do bản thân tôi may mắn sao lỡ đây? Chắc là duyên phận. Anh muốn làm gì? Cả người cô ướt hết rồi. Nếu không muốn bị cảm thì đừng động đậy. Bật cho ấm, đưa Lật tổng về nhà. Dạ, thưa phó gia. Bà nội, cái thằng nhóc này cả ngày cháu ở ngoài bận việc gì vậy? Cũng không tìm cháu dâu cho bà. Cháu muốn để bà chết không nhắm mắt sao? Nghe giọng bà còn khỏe như vậy, cháu sống thêm chục năm nữa đó, cũng không thành vấn đề. Cháu bớt nói leo đi, cháu không tìm được vợ thì mau cút về đây xem mắt. Phó gia trông đẹp trai thế này lại còn có tiền, vậy mà cũng bị bắt đi xem mắt kết hôn. Bà ơi, cháu dâu của bà đã được cháu chọn từ 3 năm trước rồi. Cháu đảm bảo sẽ khiến bà hài lòng. Vậy sao? Vậy cháu mau đưa nó về đây để bà xem nào. Dạ. Anh nhìn tôi làm gì? Cô giúp tôi một việc. Anh nói đi. Theo tôi về nhà gặp phụ huynh. Cái gì? Cô vốn là vợ chưa cưới của tôi. Hơn nữa trong suốt 3 năm hứa hôn cô vẫn luôn mất tích, hại tôi không biết đã bị người nhà thúc giục bao nhiêu lần rồi. Lật Vi Vi, có phải cô nên chịu trách nhiệm với tôi không? Chỉ cần cô theo tôi về nhà để bà tôi không giục tôi đi xem mắt nữa, cô có dám không? Có gì mà không dám. Đi thì đi. Được. Mẹ nuôi của tôi muốn tổ chức một buổi tiệc nhân dịp tôi trở lại. Đây là thư mời còn để trống tên. Đến lúc đó anh muốn giận ai thì cứ việc viết vào đây là được. Mong phó tổng có thể nể mặt nhận cho. Chống lưng cho vợ chưa cưới, sao tôi dám khước từ. Có điều
Nơi mà tôi muốn đến thì không có thiệp mời tôi cũng đến được. Anh, em bị người ta bắt nạt, anh mau qua đây đi. Mẹ, là ai đã khiến con ra nông nổi này vậy? Là ai làm? Đang đi xử lý nó. Còn có ai nữa chứ? Chính là con tiện nhân là Phi Phi đó. Lại là cô ta, cái thứ tạp chủng nhà quê đó. Ai cho cô ta cái gan làm con ra nông nổi này chứ? Mà nè, đây là địa bàn của anh Bưu mà, sao em lại phải chịu mất như vậy? Là do con nhỏ Lật Phi Phi đó, là giả mạo thân phận của Lật tổng, đến cả quản lý cấp cao nhất của câu lạc bộ này là Triệu Gia. Chị dâu, chắc không phải Lật Phi Phi là Lật tổng thật sao? Còn chị mới là giả mạo. Còn bị người ta đánh đến ngu người rồi hay sao? Chúng ta đã điều tra rõ ràng gia cảnh của Lật Phi Phi từ lâu rồi mà. Nó chỉ là một con nhà quê ở miền núi, sao có thể là Lật tổng được? Nhưng hôm nay Triệu Gia nhìn thấy Lật Phi Phi cứ khúm na khúm núm, còn để Lật Phi Phi dẫn con trai của ông ta đi nữa. Nếu cô ta là Lật tổng giả thì sao lại có thể có bản lĩnh như vậy được? Triệu Gia, chuyện này làm sao có thể? Đó là nhân vật có quyền quy nhất trong ngành giải trí ở Nam Thành, sao mà không thể? Câu lạc bộ này mặc dù là sản nghiệp của tập đoàn Dân Đỉnh, nhưng cũng chỉ là câu lạc bộ giải trí cỏn con, không xứng để tôi tự mình quản lý. Đám người rác rưởi đó cũng không xứng gặp mặt tôi, cho nên mới có sơ hở để con nhỏ Lật Phi Phi giả mạo. Có gì mà không thể? Nhưng mà Lật Phi Phi đó diễn kịch giống y như thật. Còn chị dâu, trước giờ toàn là tự miệng chị nói mình là Lật tổng, đến giờ này rồi mà ngay cả một tấm thiệp mời tham gia buổi đấu giá từ thiện cũng không có. Chẳng phải chị nói là do mẹ nuôi chị tổ chức riêng hay sao? Đúng đó cục cưng, rốt cuộc em đã lấy được thiệp mời chưa? Chuyện này có liên quan đến tương lai của công ty chúng ta đó. Đúng là đám người chưa thấy rõ sự đời, chỉ là một tấm thiệp mời thôi mà. Mẹ nuôi đã gửi tới nhà tôi từ lâu rồi, cũng bởi mấy người không có tư cách vào nên mới thèm khát đến vậy. Không phải, không phải, tại buổi đấu giá từ thiện đó sắp bắt đầu rồi mà. Nhà anh cũng chỉ sốt ruột thôi. Cục cưng, vậy khi nào thì em đưa thiệp mời cho anh vậy? Không phải nói Lật Phi Phi mới là Lật tổng thật sao? Tìm cô ta mà đòi. Chị dâu, hôm nay em bị con nhỏ Lật Phi Phi đó dọa cho một trận rồi. Nghĩ cũng phải, cô ta chỉ là một đứa shipper, sao có thể so với chị được? Phải đó, phải đó, Lật Phi Phi sao có thể so sánh với cô được? Từ đầu đến chân đều lộ rõ hai chữ nghèo hèn. Coi như mấy người có mắt nhìn người, cứ yên tâm mà chờ đến buổi đấu giá đi. Vẫn là cục cưng của anh tốt nhất. Mà chị dâu nè, Lật Phi Phi đã nhiều lần mạo phạm danh phận của chị rồi. Nếu cứ để mặc như vậy, kéo sau một thời gian cả Nam Thành không ai biết ai mới là Lật tổng. Bây giờ mấy người hãy lo mà nghĩ cách lấy lòng mẹ nuôi tôi ở buổi đấu giá từ thiện để công ty được niêm yết thuận lợi. Tôi đường đường là chủ tịch tập đoàn Dân Đỉnh, muốn tuyệt đường sống của một con nhỏ shipper, tự tôi có cách. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Anh yêu, anh đang ở đâu vậy? Anh lấy đâu ra thư mời buổi đấu giá vậy? Em không cần phải quan tâm, khách sạn Ngũ Nguyệt, mà qua đây đi. Được. Phi Phi nè, anh thấy em thay đổi thái độ với anh rồi đó. Giờ anh muốn gặp em còn khó hơn lên trời đó. Ngay cả liên lạc cũng không được. Nếu anh không biết chuyện em đang tìm thư mời buổi đấu giá từ chỗ mẹ em, thì chắc là hôm nay em cũng chẳng đến tìm anh đâu. Người ta dạo này bận mà. Con gái của một quản gia như em cả ngày ăn không ngồi rồi thì bận việc gì chứ? Liên quan gì đến anh? Thư mời đâu? Đây, em cần cái này làm gì? Cho dù em được vào bên trong thì cũng đâu mua nổi mấy thứ trong đó. Không biết nói chuyện thì câm miệng đi. Em còn có việc phải đi trước. Cô đúng là cái đồ ăn cháo đá bát. Trời mẹ ơi, bên trong chỗ đấu giá này cũng lớn quá đi mất. Còn nằm ngay trung tâm khu thương mại cao cấp và xa qua nhất cái Nam Thành này nữa. Phải đó, trước đây mẹ cũng nghe nói về buổi đấu giá của dạng tổng, nhưng không có tư cách để vào. Thật không ngờ, thật không ngờ bên trong lại nguyên nga tráng lệ như vậy. Có vậy mà cũng làm quá lên.
Mẹ nuôi của tôi là chuyên gia tài chính có tiếng tăm nhất Nam Thành. Buổi đấu giá mà bà ấy tổ chức đương nhiên là có quy mô cao cấp nhất rồi. Ngoài việc cần có thư mời ra thì phải đặt cọc để vào hội trường này đó. Người nào có trong tay hơn 5 tỷ tiền mặt thì mới được tham gia. 5 tỷ. Vật phẩm đấu giá bên trong cũng có giá khởi điểm là 8 con số. Trời mẹ ơi, Lật Tổng có người mẹ nuôi như vậy thì sau này công ty nhà chúng ta chẳng cần phải lo lắng gì nữa rồi. Lật Tổng, bây giờ Giảng Tổng đang bận nên kêu tôi đặc biệt ra đây chờ cô. Giờ tôi sẽ đưa cô vào hội trường. Xin mời. Lật Vi Vi, một kẻ nghèo hèn như cô sao lại dám đến chỗ này? Cái loại phụ nữ không biết xấu hổ thì có nơi nào mà không dám đến? Mẹ chẳng biết một lát nữa có tư cách gì để vào trong không? Gì chứ? Biết cô ấy là ai không? Dám ăn nói như vậy hả? Người đâu? Không cần đuổi đi, tôi muốn xem thử cái nhà này hôm nay định diễn trò gì. Cô ta là ai chứ? Lật Vi Vi, lần này đã là lần thứ mấy rồi? Từ lúc đi hôn xong, tốc độ đổi đàn ông của cô cũng nhanh thật đó. Tôi nghĩ chắc lúc chưa ly hôn cô cũng cắm sừng đầy đầu con trai tôi rồi chứ gì. Mẹ ơi, cô ta cũng chỉ xứng ngủ với mấy lão già thôi. Loại đàn bà lẳng lơ bị chơi đến nát như cô thì đàn ông ưu tú ai mà thèm. Cả nhà các người đúng là chẳng di truyền được điểm gì tốt. Cái thói mạnh miệng và mù mắt thì được di truyền y như nhau. Lật Vi Vi, cô tưởng mình đeo bám được đàn ông thì có thể tự phong là hoàng đế sao? Cô tưởng mình ngủ được với mấy lão già thì có thể đối đầu với nhà họ Lâm này hay sao? Cô nhìn xem mình là loại hàng gì? Tôi khinh. Đối đầu? Nhà họ Lâm các người là cái thái gì chứ? Được rồi, phí lời với loại rác rưởi này làm gì? Chỉ tổ là mất mặt tôi và mẹ nuôi của tôi thôi, cũng như hạ thấp thân phận của mình. Lát nữa sẽ tính sổ với cô. Vi Vi à, em cởi bỏ bộ đồ shipper, mặc lên mình bộ lễ phục này, làm anh suýt nữa không nhận ra rồi đó. Em nói xem, em đi theo lão già này thì có gì tốt, hay là vậy đi? Đợi anh dựa vào Lật Tổng để đưa công ty lên sàn chứng khoán, có làm tình nhân của ai hay không, chúng ta có thể bàn bạc sao? Nói chuyện với nhau. Anh mà cũng xứng sao? Dám đá ông đi. Phó gia, sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Chưa trèo được lên cao lại học người ta cái thói nuôi bồ nhí, anh thật khiến người ta ghê tởm. Lật Vi Vi, cô mới là cái loại đê tiện, đi đến đâu cũng quyến rũ đàn ông, cô có tư cách gì mà nói tôi chứ? Phó gia, chắc anh còn chưa biết, lão già ở bên cạnh cô ta chính là nhân tình mới của cô ta đó. Anh tuyệt đối đừng để người phụ nữ này lừa gạt anh. Nếu còn để tôi nghe thấy từ miệng anh một câu xúc phạm cô ấy thì nhà họ Lâm bay màu nha. Người phụ nữ đó là ai vậy? Cô ta có quan hệ gì với phó gia? Tôi nhớ ra rồi, người phụ nữ này chính là cô vợ cặn bã của nhà họ Lâm đó. Dạo trước từng gây ầm ĩ một trận. Có thể quyến rũ được phó gia thì phải khoe khoang tới bến chứ. Thật không biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì mà dụ dỗ được phó gia, đúng là không biết xấu hổ. Các cô thay gì ở đó mà buôn chuyện về người khác? Chỉ bằng xem thử hôm nay có thể mồi chài được cậu Phú nhị đại nào không. Cô nói bậy gì vậy? Tôi đến đây để đấu giá đá quý đó. Đấu giá đá quý? Trên người cô chỉ có mỗi chiếc túi rẻ tiền trị giá khoảng 200 ngàn. Mức đấu giá toàn là từ 8 con số trở lên, cô trả nổi sao? Cô nói chuyện khó nghe như vậy, thảo nào là nhà họ Lâm cũng không thèm cô. Vì họ thèm cũng không được. Người phụ nữ này rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà lại dám ngồi vào hàng ghế chủ tọa chứ? Thôi bỏ đi, không chọc vào được. Không hổ là vợ chưa cưới của tôi, rất có sức chiến đấu. Đừng nói lung tung. Anh đi đâu vậy? Sắp bắt đầu rồi. Cục cưng à, em đừng giận mà. Đều tại con ả Lật Vi Vi đó, cứ quấn lấy không cho anh đi. Anh khó khăn lắm mới thoát khỏi cô ta.
Con tiện nhân này, mấy ngày nay giả bộ thanh cao là mẹ suýt nữa là tin thật. Kết quả thì sao? Vẫn luyến tiếc chiếc bánh ngon như con trai của mẹ. Có thứ con dâu cũ như vậy, quả thật là mất mặt cho nhà họ Lâm chúng ta. Ả tiện nhân này còn dám tơ tưởng nói người của mình. Đó không phải là Phó gia sao? Nam Nam, lần này con phải nắm thật chặt cơ hội. Mau đi đi, đi đi. Con biết rồi mẹ. Chào Phó Tổng, trùng hợp quá. Tôi có thể ngồi ở đây được không? Ngồi ở đây. Cô còn chưa đủ tư cách. Không nhìn lại bộ dạng nghèo hèn của bản thân mà còn dám quyến rũ Phó gia sao? Phải đó, chắc là tài sản cũng chưa được quá chục triệu đâu, mà còn không biết ngượng mồm, đòi ngồi vị trí đáng giá hàng chục tỷ, đúng là khiến người ta cười đau ruột. Còn sao vậy? Sao mới nói có một câu mà đã quay về rồi? Chẳng được việc gì hết, còn không bạc Lật Phi Vi. Cũng tại mẹ quá nghèo đó, thật là mất mặt chết đi được. Muốn đi thì mẹ đi đi. Con... buổi đấu giá sẽ bắt đầu ngay bây giờ, mời mọi người về chỗ. Thật không biết xấu hổ, dựa vào việc ngủ với đàn ông để lén vào buổi đấu giá, không biết là chạy đến để dụ dỗ ai nữa. Không phải chứ mẹ, sao con Ả Lật Phi Phi lại được ngồi vị trí tốt hơn chúng ta, còn ở hàng ghế chủ tọa? Vị trí này lẽ ra phải là của chị dâu chứ, cô ta dựa vào đâu mà ngồi đó? Phải đó cục cưng, chuyện này là sao? Chuyện này có gì mà lạ? Chắc là cô ta đã ngủ với quản lý nào đó, là việc sắp xếp chỗ. Ngày mai tôi sẽ bảo mẹ nuôi tôi đuổi cổ người đó đi. Mấy người cũng đừng có lo nghĩ linh tinh. Vị trí này là mẹ nuôi tôi đã đặc biệt sắp xếp cho tôi, để không quá gây sự chú ý, bị người khác làm phiền. Xin một tràng pháo tay chào đón dàn tổng. Cảm ơn mọi người đã nể mặt đến tham gia buổi đấu giá từ thiện tối nay. Buổi đấu giá từ thiện này là tôi đặc biệt tổ chức cho con gái nuôi của mình. Do đó toàn bộ số tiền nhận được từ buổi đấu giá, một nửa sẽ được dùng để làm từ thiện, còn một nửa sẽ cho con gái nuôi tôi là Lật Phi Phi tùy ý sử dụng. Cũng coi như là món quà nhỏ tôi dành tặng cho con bé sau nhiều năm không gặp. Ôi trời ơi, chị dâu, mẹ nuôi của chị giỏi quá đi mất. Cả buổi đấu giá này chắc ít nhất cũng phải thu về hơn 1 tỷ. Vậy một nửa là được 500 đến 600 triệu rồi. Phải đó, doanh thu cả năm của chúng ta cố lắm mới đạt được đến con số đó. Cái gì mà phải làm quá lên vậy? Mẹ nuôi của em lúc nào mà chẳng tốt với em? Vô liêm sỉ, ngay cả mẹ nuôi mà cũng dám nhận dơ. May mà trước khi đến đây mình đã điều tra, dạng tổng chỉ qua lại thân thiết khi Lật tổng còn nhỏ. Bà ấy đã ra nước ngoài lo toan sự việc mấy năm nay rồi, chắc chắn là không thể nhận ra Lật Phi Phi sau khi lớn. Dù sao thì Lật Phi Phi cũng đã biến mất 3 năm rồi, dựa vào sợi dây ngôi sao đại dương này, chưa biết chừng mình có thể đánh lừa dạng tổng. Đến lúc đó 500-600 triệu kia. Được rồi, không làm chậm trễ thời gian của mọi người. Bây giờ cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Xin một tràng pháo tay cảm ơn dạng tổng. Những người bên dưới kia là ai vậy? Đó là nhà chồng cũ của cô Lật. Ngay lúc mới vào đây, người nhà đó đã rất bất kính với cô Lật. Chuyện của con gái nuôi làm gì mà tôi không biết? Tôi còn chưa tìm gặp cái gia đình này mà họ đã dẫn xác tới đây rồi. Con xem, dạng tổng giãy tay chào chúng ta kìa. Có vẻ là bà ấy đã nhận ra chúng ta rồi. Còn phải nói nữa sao? Chúng ta là nhà chồng tương lai của cô con gái nuôi của bà ấy. Sao bà ấy có thể không biết nhà họ Lâm được? Vật phẩm đấu giá số 1 của chúng ta hôm nay là sợi dây chuyền được khảm từ những viên hồng ngọc hàng đầu thế giới, giá khởi điểm là 10 triệu, 13 triệu, 15 triệu. Lật tổng, cô không đấu giá sao? Tôi nghe nói cứ gặp đá quý là cô sẽ đấu giá mà. Phải đó chị dâu, hôm nay em cũng muốn xem thử chị sẽ mua được món trang sức quý giá nào. Mua mấy thứ giặt giảnh đó làm gì? Tôi có ngôi sao đại dương rồi, những thứ lặt vặt đó cũng xứng đáng lọt vào mắt tôi sao? Sớm muộn tôi cũng sẽ khiến cô nôn ra hết những thứ cô đã lấy của tôi. Vật phẩm đấu giá số 2 của chúng ta hôm nay là chiếc nhẫn quyết bồ câu này. Cái này được đó, cả thế giới chỉ có duy nhất một chiếc thôi, giá khởi điểm là 30 triệu. Chiếc nhẫn này trông đẹp thật đó. Vivi à,
Nếu mẹ mà được đeo chiếc nhẫn này ra ngoài thì không biết sẽ được nở mặt nở mày thế nào nữa. Mẹ à, nếu mẹ thích thì con sẽ cắn răng mua cho mẹ. Chỉ 30 triệu để lộ diện trước mặt người này cũng coi như là giúp ích cho sự phát triển sau này của con. Được, 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 con trai ngoan. 30 triệu lẻ 100 nghìn. Kẻ nghèo nàn ở đâu ra vậy? Tăng giá mà chỉ có thêm có 100 nghìn. Không mua nổi thì đừng ra dễ ta đây. Chắc là chưa từng tham gia đấu giá bao giờ nên không biết để tham gia đấu giá thì phải tăng từ 500 ngàn trở lên. Thôi, cứ nhường món này cho họ luôn đi. Vét hết cả nhà cả cửa ra để trả giá, xem ra là thích thật rồi. Các người nói ai là kẻ nghèo nàn hả? Các người có biết chúng tôi là ai không? Vivi nè, lát nữa còn phải nói dạng tổng đuổi hết đám người kia đi. Im đi, mất mặt con còn chưa đủ sao? Còn ai trả giá cao hơn không? 30 triệu lẻ 100 nghìn lần một. Chiếc nhẫn này sắp thuộc về chúng ta rồi. 30 triệu lẻ 100 nghìn lần hai. 40 triệu. Lật Vivi, cô tính gây rối gì vậy hả? Một ả shipper quèn như cô mà cũng mua nổi sao? Lật Vivi, cô có biết đây là buổi đấu giá không hả? Cô tưởng đây là trò đấu địa chủ sao? Cô coi 40 triệu như tiền ảo trong game sao? Sao vậy? Không theo được giá đó nên thẹn quá quá giận sao? Cô, còn ai trả giá cao hơn không? 40 triệu lần một. Rốt cuộc cô ta đang ngủ với tên đàn ông nào mà lại đồng ý chi 40 triệu cho cô ta chứ? Chị dâu, hôm nay chúng ta sẽ không để tiền nhân kia làm mất quy phong chứ. Cục cưng, hay là em giúp anh một tay đi. Anh đã lấy ra hết tất cả vốn liếng rồi. Mấy chục triệu cũng chỉ là số tiền nhỏ đó với em mà thôi. Hôm nay chúng ta không thể để con nhỏ shipper kia là chúng ta bẻ mặt được. Bằng không, sau này nhà họ Lâm và nhà họ Lật sao có thể đứng vững ở Nam Thành được. Em, dù sao thì buổi đấu giá cũng tòa sếp lớn, chắc chắn sẽ có người trả hơn. 40 triệu lần 2. 40 triệu lần 2. 41 triệu. 50 triệu. Lật Vivi, tôi thấy là cô cố tình đối đầu với chúng tôi. Ngay cả Lật Tổng mà cô cũng dám chèn ép. Cô có biết buổi đấu giá từ thiện hôm nay là dạng tổng đích thân chuẩn bị cho Lật Tổng không hả? Hôm nay cô đến đây rồi còn chống đối Lật Tổng nữa, tức là muốn đối đấu với dạng tổng rồi. Đấu giá không sao bằng mồm. Hết tiền rồi thì mau cút đi. Lật Vivi, cô lại dám nghi ngờ tôi? Tôi đường đường là Lật Tổng của tập đoàn Dân Đỉnh, sao có thể để một con shipper như cô vượt mặt được? 60 triệu. Phó tổng, giá mà cô Lật đưa ra bị vượt mất rồi. Chúng ta có cần phải... Không cần. Vợ chưa cưới của tôi đang gà bẫy đó. Người nhà này đúng là dở hơi. Một chiếc nhẫn trị giá 40 triệu lại hét lên 60, đúng là không biết nhìn hàng. Còn ai trả giá cao hơn 60 triệu không? 60 triệu lần 1. 60 triệu lần 2. 60 triệu lần 3. Vật phẩm đấu giá số 2 đã được số 2098 trả giá thành công, xin chúc mừng. Quá tuyệt vời. Chúc mừng nha. À đúng rồi, tôi phải nhắc nhở mấy người, trước khi đấu giá phải nộp 10 triệu tiền cọc. Nếu không trả được số tiền còn lại thì 10 triệu kia thật đáng tiếc. Dám kích mình. Lật tổng có nguồn lực tài chính thế nào, còn cô thì có nguồn lực gì? 60 triệu đối với Lật tổng mà nói chỉ là con số nhỏ mà thôi, sao có thể không trả nổi chứ? Chút tiền nhỏ này đối với con chẳng là gì, nhưng mà với mẹ thì nói thì là quá quý giá. Thật sự cảm ơn con nhiều lắm. Lật Vivi, giờ cô nhìn rõ thực tế rồi chứ? Một con ăn mày từ dưới quê lên như cô, không biết xấu hổ mà còn đối đầu với Lật tổng. Được rồi, có gì đáng để tranh giành với loại tiện nhân này đâu. Đừng quên hôm nay chúng ta đến đây là để bàn chuyện niêm yết với mẹ nuôi của tôi, không phải để mua mấy thứ độc nát này. Được rồi, được rồi, không mua nữa, không mua nữa. Có việc này còn anh theo sát, không được buông lỏng. Dạng tổng, con trai à, công ty nhà chúng ta có được niêm yết hay không, tất cả đều nằm trong tay bà đó. Đúng đó anh mau qua đó đi, bằng không lát nữa không nói chuyện được. Dẫn đám người đó qua đây. Dạng tổng có lời mời. Người nhà đó có lai lịch ra sao mà lại được dạng tổng đích thân tiếp đón vậy? Tôi đã nói từ đầu mấy người sốt ruột làm gì. Mẹ nuôi của tôi sao có thể không coi trọng nhà chồng tương lai được chứ. Cục cưng à, em giỏi quá đi mất.
Trước đây anh đã cố ý gặp Dạng tổng, ra nước ngoài tìm bà ấy mà vẫn không được. Không ngờ lần này bà ấy lại chủ động mời chúng ta đến. Còn phải nói, mẹ nuôi của em sao lại không nể mặt em chứ? Em với mẹ nuôi đã lâu rồi không gặp nhau. Để em đi ôn lại chuyện cũ. Mọi người đứng đợi ở đây một chút nha. Được được được, đừng quên nói tốt cho nhà mình đó nha. Mẹ nuôi, lâu rồi mới gặp. Vì Vì nhớ mẹ lắm đó. Mẹ nuôi, mẹ không nhận ra con sao? Con là Vi Vi mà. Lộc Vi Vi của tập đoàn Vân Đỉnh. Quá ra cái thứ hàng giả đi khắp nơi mà danh con gái nuôi của tôi là cô sao? Lại còn dám chạy giờ trước mặt của tôi nữa. Mẹ nuôi, mẹ thật biết đùa. Con là Vi Vi thật mà. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Cô ta không biết xã hội hiện đại còn có thứ được gọi là cuộc gọi video sao? Quản gia Từ, chỗ của tôi không phải là thứ rác rưởi nào cũng vào được đâu. Quyết bồ câu mà cô ta vừa đấu giá được, nếu trả được tiền thì dẫn cô ta đi, còn không trả nổi thì ném ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy thứ dơ bẩn này nữa. Dạ, thưa Dạng tổng. Mẹ làm gì vậy? Cô không xứng đeo đồ thuộc về con gái nuôi của tôi. Dẫn đi mau, người đâu? Mẹ nuôi, mẹ nghe con giải thích mẹ nuôi. Không phải đâu, mẹ nuôi, mẹ nghe con giải thích đã, mẹ nuôi. Lật tổng. Cục cưng, chuyện này, cục cưng, sao chị ta lại bị lôi ra ngoài vậy? Lẽ nào chị ta không phải là con gái nuôi của Dạng tổng sao? Không phải nó thì là ai? Chẳng lẽ là con nhỏ shipper kia hay sao? Các người chính là mẹ chồng và chồng cũ của con gái nuôi nhà tôi sao? Dạng tổng, bà hiểu lầm rồi. Không phải là mẹ chồng cũ, là mẹ chồng tương lai. Sau này chúng ta chính là Suya rồi. Các người cũng xứng sao? Một nhà họ Lâm tép rượu mà dám bắt nạt con gái nuôi của tôi. Sao nào? Bà cảm thấy nhà họ Lật dễ chọc hay là người mẹ nuôi như tôi dễ chọc? Không phải Dạng tổng, bà nói thế nào? Chứ chúng tôi đâu có dám bắt nạt Lật tổng. Chúng tôi nâng niu Lật tổng còn không hết nữa. Phải đó, phải đó. Dạng tổng, chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm rồi. Cả gia đình giả tạo. Lúc nãy ở ngoài đại sảnh đâu thấy các người nể nang gì Lật tổng. Quá ra là ông sao? Ông chính là gã nhân tình của tiện nhân Lật Phi Phi, lại còn dám âm thầm gây khó dễ cho nhà tôi. Dạng tổng, lão quản gia này là cùng một dụng với ả tiền nhân đó. Những lời ông ta nói không có đáng tin đâu. Còn con ả Lật Phi Phi đó, lúc đầu là vì tôi đá cô ta, là lúc nào cô ta cũng nhắm vào tôi, thậm chí còn ở bên ngoài mạo danh Lật tổng. Và không thể tin lời gã nhân tình của cô ta được. Được lắm. Trước mặt tôi mà cũng dám gọi là tiện nhân. Nhà họ Lâm các người có gan gớm. Tôi lại muốn xem thử nhà họ Lâm có bao nhiêu tài sản để chống chọi với Dạng Tuyết này. Dạng tổng, điều kiện nhà chúng tôi chắc chắn là không bằng Lật tổng. Nhưng nhà chúng tôi có một công ty riêng, chắc chắn sẽ không làm Lật tổng phải chịu khổ. Đúng vậy, đúng vậy. Công ty nhà chúng tôi tên là Công nghệ Quân Đình. Chỉ thiếu chút nữa là được niêm yết rồi. Lần này chúng tôi đến đây chính là hy vọng Dạng tổng có thể nể mặt Lật tổng. Quân Đình chứ gì. Tôi nhớ cái tên này rồi. Chỉ còn một ngày còn Dạng Tuyết này thì Quân Đình đừng mơ được niêm yết. Dạng tổng, có phải bà nói nhầm rồi không? Tôi là mẹ chồng của Lật tổng, sau này còn là Suya của bà mà. Muốn làm Suya với tôi? Bà là cái thái gì chứ? Một xưởng nhỏ của gia đình không chút tiếng tăm. Nếu không có sự giúp sức của con gái nuôi tôi thì trong vòng 3 năm các người có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay hay sao? Không biết cảm ơn đã đành, các người còn leo lên để bắt nạt con bé. Dạng tổng, chắc chắn là bà hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Nếu không phải con gái nuôi của tôi ngăn cản thì hôm nay tôi nhất định sẽ xử lý các người. Người đâu? Đuổi cái nhà này ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy những kẻ này nữa. Không không không, đừng mà đừng mà. Dạng tổng, bà nghe chúng tôi giải thích được không? Dạng tổng, bà tuyệt đối đừng nghe lời người đó nói. Dạng tổng. Mẹ nuôi, con tìm được cái thứ gì đâu không biết, còn không xứng đáng xích dậy cho mẹ. Mẹ nuôi, cũng tại ngày xưa con mù mắt, giả lại mẹ cũng đã giúp con dạy dỗ hắn rồi mà. Mẹ con qua đời từ sớm, bà ấy nhờ mẹ chăm sóc con thật tốt. Mẹ đã coi con như con gái ruột từ lâu rồi. Nhà họ Lâm bắt nạt con như vậy, với tính khí của mẹ, mẹ sẽ khiến cho họ phải nợ nần ngập đầu, đánh gãy chân rồi đuổi khỏi Nam Thành. Mẹ nuôi, mẹ không hiểu đâu. Đuổi đám người đó ra khỏi Nam Thành thì quá dễ với họ rồi. Đối với loại người này thì phải từ từ thôi. Con đó từ nhỏ đã có chính kiến rồi. Chuyện riêng của con thì con tự liệu đi. Dạ. Có mẹ nuôi chống lưng thật là hạnh phúc.
Con gái nhà ai mà miệng ngọt như vậy chứ? Đúng rồi, chuyện hôn nhân của con không thể lơ là được. Phải khiến cho đám người họ Lam biết người đàn ông như thế nào mới xứng với Vivi của chúng ta. Nhân dịp buổi đấu giá lần này, mẹ đã chiêu mộ được không ít thanh niên ưu tú cho con. Con để ý người nào thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ làm mối cho con. Chồng chưa cưới có sẵn mà không lấy, lại ở đây lén tìm đàn ông sau lưng tôi sao? Giang tổng, chuyện hôn nhân của vợ chưa cưới tôi không phiền bà phải nhọc lòng nữa. Cô ấy vẫn đang chờ ngày đi gặp ba má tôi. Nhanh vậy sao? Sao tôi không nghe Vivi nói gì hết? Mẹ nuôi, mẹ đừng nghe anh ấy nói bậy. Con chỉ có lòng tốt giúp anh ấy mà thôi. Giang tổng, hôn ước của chúng tôi đã được định ước được 3 năm, như vậy không tính là nhanh chứ? Tôi nhớ ra rồi, đúng thật, 3 năm trước hai đứa đã được mai mối rồi. Kết quả vừa hẹn ước xong thì con nhỏ này lại chơi trò mất tích với tôi. Vậy mẹ nuôi, ngày mai Vivi sẽ cùng con đến nhà nội, chúng con về trước đây. Bảo đi đi. Da mặt của người đàn ông này sao lại dày thế không biết. Đi mau. Mẹ, các người đúng là đã ăn gan hùm mật gấu mới dám đối xử với tôi như vậy. Bà đây là xuất gia của Dạng tổng đó. Bị Dạng tổng chỉ đích danh rồi thì con được gọi là xuất gia sao? Tôi thấy bọn họ đến đây ăn xin thì có. Khùng hồn thì mau cút đi. Cút, đừng làm chuyện xấu hổ đây nữa. Còn nói ai là ăn xin hả? Được rồi mẹ, đến giờ còn chưa đủ mất mặt hay sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Dạng tổng lại nói giận với chúng ta? Còn nói rằng chúng ta bắt nạt Lật tổng đều tại cái tính xấu của Lật tổng. Chúng ta đã cung phục cô ta lên trời rồi, cô ta còn muốn chúng ta phải dỗ dành thế nào nữa? Làm sao mà con biết được? Cứ tưởng công ty sắp được niêm yết tới nơi rồi, kết quả thì sao? Dạng tổng đã cho chúng ta vào danh sách đen rồi. Mẹ nói xem con phải làm sao? Dạng tổng cứ luôn nói miệng cái gì mà mẹ chồng cũ. Lẽ nào bà ấy không muốn gả con gái nuôi vào nhà chúng ta nữa hay sao? Vậy sao mà được? Nhà họ Lâm chúng ta còn phải dựa vào họ để một bước lên trời nữa. Không được. Chị Đình, con về dỗ dành Lật tổng cho tốt, bảo cô ta mau chóng kết hôn đi. Đúng, mặc kệ Dạng tổng phản đối như thế nào, chỉ cần gạo đã nấu thành cơm thì bà ấy không đồng ý cũng phải đồng ý. Đúng rồi, đến lúc đó anh chính là chồng của Lật tổng, khi đó mẹ nuôi của cô ta sao còn dám cho nhà họ Lâm vào danh sách đen được nữa. Chuyện đã đến nước này cũng chỉ đành như vậy thôi, bằng không miếng ngọt đã dâng tới miệng còn bị rớt nữa. Chi Đình, anh nghe em giải thích. Em không. Cục cưng, có phải em đã cãi nhau với mẹ nuôi không? Có phải nhà họ Lâm có chỗ nào không tốt? Là mẹ nuôi của con hiểu lầm rồi không? Mẹ nhất định sẽ giải thích rõ ràng với mẹ nuôi của con. Suy cho cùng, mấu chốt để làm công ty chúng ta niêm yết đều nằm trong tay bà ta. Quá ra Dạng Tuyết không hề vạch trần thân phận của mình trước mặt họ Lâm. Cục cưng, có phải mẹ nuôi không đồng ý gả em cho anh không nên mới nổi giận với nhà anh? Chứ còn sao nữa, nhà họ Lật có địa vị ra sao, nhà họ Lâm có địa vị thế nào, mẹ nuôi của em sao có thể dựa mắt với anh được? Thế chẳng phải là làm khó nhà chúng ta sao? Ở Nam Thành này, xét đến địa vị, còn ai có thể sánh được với nhà họ Lật nữa. Nhưng nhà chúng ta thật sự thương yêu con hết lòng mà. Chuyện này đương nhiên là con biết, nhưng mẹ con vừa mới về nước, bà ấy đâu có biết. Có điều, mọi người yên tâm, cho dù mẹ nuôi phản đối, em cũng chỉ chọn mỗi mình anh thôi. Nhưng mà chị dâu nè, không đúng, lúc nãy chị cũng bị đuổi ra ngoài mà. Hơn nữa mẹ nuôi của chị hình như không quen chị thì phải. Đúng đó, bà ấy đối xử với nhà họ Lâm như vậy thì cũng thôi đi, sao lại còn hung dữ với con như vậy chứ? Nói thế nào đi nữa, con cũng đường đường là chủ tịch của tập đoàn Nhân Đỉnh mà. Thì cũng tại mẹ nuôi tức giận, chị nhân lúc bà ấy ra nước ngoài còn đã lén chọn nhà mình. Giả lại, nhà mấy người còn dây dưa không dứt với vợ cũ. Hôm nay vợ cũ của anh ấy lại đến đây, bà ấy không tức giận sao được? Còn chỉ nói tốt mấy câu trước mặt bà ấy, sau đó đã thành ra như vậy. Con nhỏ Lật Vivi này lúc nào cũng làm hỏng chuyện nhà người ta. Mà nè Vivi, chiếc nhẫn quyết bộ câu của mẹ con đã thanh toán xong chưa? Mẹ thật sự rất thích nó đó. Bà vẫn còn mặt mũi mà nhắc đến chuyện này sao? Mẹ nuôi của tôi giống như coi thường nhà các người, giờ lại biết chiếc nhẫn đó là mua cho bà, sao bà ấy có thể đưa cho tôi được? Mẹ, đã lúc nào rồi mẹ vẫn còn nghĩ tới chuyện chiếc nhẫn sao? Chị dâu à, là tại nhà em không phải. Chị đừng có giận mẹ em mà. Cục cưng,
Cục cưng à, chuyện kết hôn của chúng ta đã kéo dài lâu như vậy rồi, hay là nên xem lịch chọn ngày đi. Phải đó, mẹ đã xem lịch tốt xấu rồi, hơn nửa tháng nữa chính là ngày đẹp. Đúng rồi đúng rồi, cả nhà chúng ta ngày nào cũng mong đón chị về nhà đó. Thân phận này không biết còn có thể giả mạo được bao lâu. Kết hôn sớm để ràng buộc nhà họ Lâm cũng được, đến lúc đó còn sức đổ sông đổ bể. Kết hôn cũng được, có điều em có một điều kiện. Dù sao em cũng là chủ tịch của tập đoàn Dân Đỉnh, em muốn có một chiếc váy cưới của hãng em, khách sạn và hôn lễ cũng phải cao cấp nhất. Không làm được những chuyện này thì đừng trách em không lấy. Không thành vấn đề. Đúng rồi, chắc chắn rồi, con yên tâm. Chào phó gia. Bà nội lại. Phó gia, lão phu nhân đang chờ cậu trong phòng sách, cậu mau vào đi. Cô Lật, xin cô hãy chờ đã. Mời cô dùng trà. Cô Lật, cô với phó gia đã phát triển đến mức nào rồi? Nắm tay chưa? Hôn môi chưa? Chưa. Chúng tôi thân là kẻ hầu người hạ, chỉ thích hóng chuyện thôi. Nhìn phản ứng của cô Lợt là từng hôn rồi sao? Chưa. Thằng nhóc này, trong công việc thì nhanh nhẹn, quyết đoán, sao về mặt tình cảm lại rụt rè nhát cấy như vậy chứ? Cô Lợt thật ngại quá. Con người tôi tính tình ngay thẳng, nói chuyện với phó gia cũng như vậy. Xin cô đừng để bụng. Không sao ạ. Vậy cô không thích phó gia sao? Con thích. Chúng ta đều là phụ nữ, cô không lừa được tôi đâu. Tôi chẳng nhìn thấy tình cảm gì trong mắt cô cả. Có điều thằng nhóc này cũng chẳng có gì để thích cả. Những người phụ nữ tiếp cận cậu ấy không phải vì tiền, thì chỉ vì thích địa vị của cậu ấy thôi. Làm gì có ai đơn thuần thích con người cậu ấy chứ. Có điều thằng nhóc này cả ngày cứ mang bộ mặt lạnh lùng vô cảm, chẳng có điểm nào được lòng các cô gái. Không phải đâu ạ, phó gia thật ra cũng rất tốt. Cháu không lừa bà đâu, con người phó gia thật sự rất tốt. Để tôi xem ai dám cấm cửa cô ấy. Giả lại anh ấy thường giúp đỡ cháu, cũng rất bảo vệ cháu. Sao anh lại ở đây? Chắc là duyên phận. Ai muốn làm gì? Cả người cô ướt hết rồi, nếu cô không muốn bị cảm thì đừng động đậy. Anh ấy rất dịu dàng, tinh tế, nói chuyện với nhau là được mà. Phó gia, chắc anh còn chưa biết, lão già ở bên cạnh cô ta chính là nhân tình mới của cô ta. Anh tuyệt đối đừng để người phụ nữ này lừa gạt. Nếu còn để tôi nghe thấy từ miệng anh một câu xúc phạm cô ấy, thì nhà họ Lâm bay màu nha. Hơn nữa, lần nào anh ấy xuất hiện cũng là lúc cháu cần nhất. Anh ấy không lạnh lùng như trong tưởng tượng, trái lại còn khiến cháu cảm thấy rất dịu dàng, cũng rất đáng tin cậy. Vậy hai đứa dự định khi nào kết hôn? Bà ơi, bà dẫn đủ chưa? Bà nội, con chào bà. Nè, cháu gái, ngồi đi ngồi đi. Bà không chơi chiêu này thì làm sao có thể biết được tâm ý của con bé chứ? Bà cực kỳ hài lòng với cô cháu giàu này đó. Bà nói hai đứa nghe, bà đã xem ngày giờ xong rồi, sau nửa tháng nữa có ngày cực kỳ đẹp. Nửa tháng? Bà ơi, bà cũng vội vàng quá rồi. Thằng cháu vô lương tâm này, bà đã từng này tuổi rồi. Tâm nguyện lớn nhất cả đời của bà chính là tổ chức đám cưới cho thằng cháu, không khiến bà yên tâm này. Thấy cháu thuận lợi kết hôn, bà mới có thể yên tâm được. Có điều hai đứa yên tâm, đám cưới cứ để bà sắp xếp, không cần hai đứa phải lo nghĩ gì hết.
đôi trẻ các cháu, thích bận việc gì thì bận. Tôi vừa mới ly hôn mà đã kết hôn. Nếu để bà biết, chắc chắn bà sẽ không đồng ý đâu. Bà già rồi, nhưng tài vẫn chưa điếc đâu. Cháu dâu của bà, đương nhiên là bà đã điều tra rõ ràng rồi. Chính vì cháu đã dũng cảm che giấu thân phận vì tình yêu suốt 3 năm, nên bà mới thật lòng thích cháu. Nhà họ Lâm không trân trọng cháu thì để nhà ta trân trọng. Không phải đâu, không phải đâu bà ơi. Chủ yếu là vì cháu mới quen biết phó gia chưa lâu, chắc chắn là phó gia cũng sẽ không đồng ý đâu. Bà ơi, bà ơi, cháu hoàn toàn đồng ý, mong còn chẳng được. Phó Cẩn Ngôn, như vậy là sao? Đó là nói đóng giả là bạn gái thôi mà. Sao lại đột nhiên phải kết hôn chứ? Bà thích cô thì tôi biết làm sao. Mà tôi nghe nói nửa tháng nữa nhà họ Lâm cũng định tổ chức tiệc cưới. Chẳng lẽ cô không muốn cùng tôi diễn một vở kịch sao? Rồi nhìn bộ dạng quản loạn của nhà họ Lâm. Vậy cũng được. Có điều chúng ta đã nói rồi nha, kết hôn giả. Được. À đúng rồi, cái này tặng cho anh. Cái này tặng anh. Cô nhìn thế nào mà lại nghĩ tôi cần cái này chứ? Hả? Ý anh là sao? Trước đây khi tôi và Lâm Chi Đình chưa ly hôn, anh ta nói công việc bận rộn, thường uống cái này để bổ sung sinh lực. Tôi nghe nói dạo này anh cũng rất bận nên mới tặng cho anh. Cũng coi như là báo đáp anh đã giúp tôi nhiều ngày như vậy. Giờ tôi không cần uống cái này. Nhưng nếu cô bằng lòng thử với tôi, tôi có thể chứng minh cho cô thấy tôi hoàn toàn đủ sinh lực. Không bổ sung thì thôi. Anh sát lại gần tôi như vậy để làm gì? Lần sau nếu cô muốn tặng đồ cho người khác thì tốt nhất nên lên mạng xem thử. Nhưng nếu cô thật sự chê tôi không đủ sinh lực, tôi cũng có thể uống thử xem sao. Tình Lâm Chi Đình này, kết hôn 3 năm mà chẳng có câu nào nói thật. Hại mình hôm nay lại bị bẻ mặt như vậy. Bà ơi, bà vội vàng gọi cháu qua đây là để mua váy cưới cho cháu sao? Hay là cháu vẫn nên về luyện tập trước thì hơn? Váy cưới trong hôn lễ là chuyện quan trọng. Bà nhất định phải khiến cháu trở thành cô dâu xinh đẹp nhất Nam Thành này. Đi nào. 3 năm trước gả cho Lâm Chi Đình, hắn ta lừa mình rằng không có tiền để tổ chức hôn lễ. Mặc dù đã kết hôn 3 năm nhưng đến giờ mình vẫn chưa từng mặc váy cưới. Xin chào quý khách. Hai người muốn xem gì? Vivi, cháu cứ tùy ý chọn váy cưới ở đây. Ngân sách của bà là 1.000. Bà già này đúng thật là keo kiệt. Một chiếc váy cưới mà có ngân sách 1.000 vạn, đám cưới này chắc chắn phải xa hoa lắm. Hai kẻ nghèo. Cô nhân viên, cô hãy mang hết những mẫu váy cưới cao cấp nhất ở chỗ của cô ra đây để con bé xem thử. Bà ơi, bà nghĩ đang ở chợ mua rau hay sao? Tiệm chúng tôi là tiệm váy thiết kế cao cấp nhất ở Nam Thành. Chỉ mặc thử một bộ cũng phải mất 30-40 nghìn. Bà vào đây mà không thăm dò trước hay sao? Tiệm này không phải là nơi mấy người nhà quê có thể vào được đâu. Cô có thái độ gì vậy? Không đáng để tranh cãi với loại người này đâu. Bà thấy chiếc này được nè, cháu mặc thử đi. Cái đồ nhà quê ở đâu ra không biết. Chiếc váy này là thứ có thể đụng vào sao? Đây là mẫu váy chủ lực trong tiệm của chúng tôi, có giá bán là 5,7 triệu. Chắc hẳn các người không mua nổi một chiếc viên kim cương ở trên váy đâu. Chúng tôi còn chưa mua, sao có biết không mua được. Tôi bán hàng bao nhiêu năm nay, có loại người nào mà chưa từng gặp chứ. Bộ nghèo khổ toát lên người các người sắp làm tôi nghẹt thở rồi. Tôi thật không ngờ trung tâm thương mại của tập đoàn Dân Đỉnh lại có thương hiệu coi thường khách hàng như vậy. Trung tâm thương mại của chúng tôi chủ trương mang đến trải nghiệm tốt nhất cho từng khách hàng ghé thăm, các người lại coi thường người nghèo như vậy, không xứng ở lại trung tâm thương mại của tôi nữa. Cháu trai của mình đúng là rất có mắt để chọn vợ đó. Cô ơi, cô chạy từ bệnh viện tâm thần ra đây
rồi quên uống thuốc có đúng không? Lại còn nói tập đoàn Dương Đỉnh là cô sáng lập. Sao cô không nói mình đã gây dựng cả thế giới này luôn đi? Đồ thần kinh. Tuổi còn trẻ mà sao lại nói chuyện khó nghe như vậy? Cái bà già này, cút ra ngoài đi. Sao cô dám động tay động chân chứ? Xin lỗi đi. Các người đáng bị mà. Chắc trong làng các người chưa có mạng, nên không biết thương hiệu em cao cấp của chúng tôi chỉ phục vụ tầng lớp thượng lưu. Các loại như các người vào đây chỉ làm hạ thấp đẳng cấp của tiệm chúng tôi. Tôi chưa đuổi các người đi là mai rồi. Còn không mau đi đi, tôi sẽ gọi bảo vệ ném các người ra ngoài. Cô gan lớn lắm nhỉ. Gọi chủ tiệm của mấy người ra đây cùng nhau xin lỗi. Làm vậy thì mai ra còn giữ được tiệm này. Sao vậy? Bà lão này muốn ăn dại sao? Muốn làm cho tiệm của chúng tôi phá sản. Tôi sợ quá đó. Cút xéo đi, đừng có ở đây mà làm ảnh hưởng tới chúng tôi. Chủ tiệm Dương, tiệm các cô đúng là cao cấp quá đó. Ngay đến tôi cũng không xứng đáng để mua tiệm của các cô sao? Lật tổng nói gì vậy? Nếu cô bằng lòng, tôi tặng cả cửa hàng cho cô còn được mà. Tôi không ở tiệm, giờ tôi sẽ gọi điện cho nhân viên ngay. Trong vòng nửa tiếng, tôi sẽ chạy đến để xin lỗi cô mà. Được, chị cũng thật chóng đó. Loại rác rưởi từ dưới quê lên như cô mà cũng quen biết với chủ tiệm của tôi hay sao? Cái tát này tôi đánh cô. Thứ nhất, tôi nói cho cô biết, không được tùy tiện đụng tay vào người già. Thứ hai, hãy quản lý cho tốt cái miệng của mình. Nếu không vì cái miệng này, e rằng sau này cô sẽ không thể ở lại được Nam Thành nữa đâu. Cô cứ chờ đó. Alo, bảo vệ, mau đưa hai kẻ thần kinh này. Cô làm trò gì vậy? Lật tổng mà cũng dám thất lễ sao? Cô muốn phá hoại tiền của tôi hay sao? Lật tổng, tôi sai rồi. Lúc nãy tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin cô hãy rộng lượng, tha thứ cho tôi. Bây giờ thì biết chúng tôi là ai rồi. Còn đuổi chúng tôi đi nữa không? Tôi không dám. Lúc nãy là do tôi vô ý. Tôi đã làm việc ở trong tiệm nhiều năm như vậy rồi mới lên được quản lý. Đối đãi với người giàu thì các cô khom lưng uống gối, đối đãi với người nghèo thì kêu căng coi thường. Không chỉ mình cô thất nghiệp mà cả tiệm này của cô đều không xứng đáng ở lại trung tâm thương mại Dương Đỉnh của tôi. Đừng mà Lật tổng, cho tôi thêm một cơ hội đi mà. Lật Vi Vi, một người đàn bà lẳng lơ vừa ly hôn không ai thèm như cô thì đến tiệm váy cưới làm gì chứ? Làm thêm sao? Đúng là xui thật. Hết chuyện này tới chuyện khác, váy cưới của thương hiệu em này quả nhiên là thương hiệu váy cưới cao cấp nhất ở trên thế giới. Đến cả nhân viên cũng phải quỳ gối phục vụ. Có điều hôm nay tôi vừa nhìn thì thấy cũng thường thôi. Váy cưới của các cô đến cả một shipper cũng mua được. Sao như vậy được? Cho dù làm shipper 10 năm cũng không mua nổi. Không mua nổi thì còn không mau ra ngoài đi. Nếu còn nhỏ shipper hôi hám này làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Lật tổng nhà chúng tôi thì tiệm các người có còn muốn ở lại trung tâm thương mại Dân Đỉnh này nữa không? Cô là Lật tổng? Nói thừa, không phải tôi, không lẽ là cô ta? Mở mắt chó của cô ra mà nhìn, một đứa shipper như cô ta cũng xứng so với tôi sao? Không ngờ cô dám chơi tôi. Cô là cái thái gì mà dám đánh cháu dâu của tôi hả? Bà giả đâu ra vậy? Mắt nhìn người kém như vậy, chọn cháu dâu mà lại chọn một người phụ nữ lẳng lơ không ai thèm. Họ không cần, là vì họ có mắt như mù, phẩm chất thấp hèn. Chỉ dựa vào cô mà muốn so sánh với Vivi nhà chúng tôi sao? Bà già này, chán sống rồi đúng không? Các người nói thêm một câu nữa thì nhà họ Lâm sẽ bị phá hủy. Lật Vivi, cô tưởng mình là cái thái gì chứ, còn dám phá hủy nhà họ Lâm? Cục cưng à, anh thấy bà già này trông hơi quen đó. Huống hồ con nhỏ Lật Vivi này lại đắc ý như vậy, nói không chừng là vừa bám được lão già, vừa có tiền vừa có thế. Bây giờ nhà họ Lâm chúng ta càng ngày càng không ổn. Để ý một chút đi. Đồ hèn, anh sợ cái gì chứ? Ở Nam Thành này, nói đến có tiền có thế, còn ai có thể vượt qua được Lật Vivi của tập đoàn Dương Đỉnh? Lật tổng, con tiện nhân này lúc nãy vừa bảo danh cô bảo chủ tiệm gọi cho tôi, chị chủ kêu tôi tiếp đón cô thật tốt, kết quả bị người này nghe được liền bảo danh cô ở đây mượn cáo quay hùm. Thật đúng là coi trời bằng vung. Cục cưng à, em còn quen biết cả chủ tiệm này sao? Em gọi điện lúc nào mà sao anh không biết vậy? Thì lúc nãy em chỉ gọi ở trước cửa đó. Quen biết một chủ tiệm nhỏ có gì đáng để làm quá đâu. Người ta mở tiệm ở trung tâm thương mại của em thì người ta tiếp đón em cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tất cả cửa hàng ở trung tâm thương mại này cũng đều chỉ mong như vậy thôi. Đúng, được phục vụ những khách hàng như cô là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Chẳng qua là có những người gà rừng là giả phượng hoàng, không mua nổi cỏ đó diễn kịch, thật ghê tởm. Dựa vào mắt nhìn của cô, thảo nào làm việc lâu như vậy vẫn chỉ là một nhân viên quèn. Cô Lật Vivi, cô giả mạo tôi hết lần này tới lần khác, tôi cũng không tính toán. Cô còn diễn đến nghiện luôn rồi sao? Phó gia, cô Lật và lão phu nhân bị người ta ức hiếp ở trung tâm thương mại, tàn hợp. Cô nói là tôi đang đóng giả cô, vậy cô lấy gì để chứng minh cô chính là Lật tổng? Ngôi sao đại dương bị Giảng Tuyết lấy lại rồi.
Chứng minh gì chứ? Ai mắt sáng đều có thể nhìn ra mà. Cả người Lật tổng từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu. Cô nhìn lại mình xem, dù đã thay đồ cũng không che đậy được mùi mồ hôi của shipper. Lật Vivi, cô còn giờ dịch gì nữa? Hai chúng ta đã kết hôn 3 năm, trong túi của cô còn không có quá 10 tệ. Một con đổ nghèo khỉ lại còn giả bộ làm Lật tổng, cô gan quá đó. Vivi hết lòng hết dạ với các người, hy sinh 3 năm trời nuôi sống cả một nhà toàn kẻ vô ơn bạc nghĩa, ăn cái táo rào cây sung. Buồn giả chết tiệt này, bà nói ai vậy? Đừng phí lời với bà ta. Còn gây ra làm gì nữa? Không đuổi bọn chúng ra thì tiệm của các cô sẽ mất đi một khách hàng lớn như tôi. Cô gánh trách nhiệm nổi không? Lật tổng, cô đừng tức giận, tôi đuổi ngay đây. Cô không nghe hả? Muốn ăn xin thì đi xin nơi khác, đừng ở đây làm ảnh hưởng gì buôn bán của tôi. Đâu ra cái lý đó vậy? Ở Nam Thành chưa có ai dám đối xử với tôi như vậy. Cô là cái thái gì chứ? Bà già chết tiệt, bà còn không đi, để xin tôi. Cái tát lúc nãy của tôi vẫn chưa dạy cô cách ăn nói, cô còn dám đánh tôi. Cô cứ chờ đó, giờ tôi sẽ gọi bảo vệ ném cô ra khỏi tiệm của tôi. Quế Chi, thái độ kiểu gì vậy? Sao có thể dùng giọng điệu đó nói chuyện với khách hàng? Cô không muốn làm việc nữa phải không? Quản lý, anh không biết, chính là hai người này cầm theo có 1.000 tệ mà đòi mua váy cưới của chúng ta, còn động tay đánh người. Hơn nữa vị này là Lật tổng, cô ấy nói là phải đuổi hai người thần kinh này ra ngoài. Tôi không dám không nghe theo. Lật tổng, cô không nói là sẽ đến nên tôi không biết. Cô muốn mua mẫu nào? Tôi dẫn cô đi xem. Và giảm giá cho cô. Giảm giá? Tôi còn anh giảm giá sao? Tiệm của các anh làm việc kiểu gì vậy? Chỗ này là nơi cao cấp của trung tâm thương mại Dân Đỉnh, một đứa shipper tanh hôi mà không đuổi được bản hiệu của trung tâm thương mại, anh có đờ nổi không? Tôi nói cô đó, thật đúng là diễn kịch đến nghiện luôn rồi. Cô diễn kịch lâu ngày hay là đã lừa được cả chính mình rồi đó. Tôi, cô thật sự coi mình là Lật tổng sao? Cô là cái thá gì mà dám gây chuyện ở tiệm của tôi? Vừa nãy chủ tiệm gọi điện cho tôi, nói rằng 5 phút nữa cô ấy sẽ qua đây. Cô ấy là do Lật tổng đích thân gọi tới. Bây giờ nhân lúc chủ tiệm còn chưa tới, cô mau chóng rút đi cho tôi. Không thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Chủ tiệm sắp đến sao? Lật tổng, sao cô lại không biết chuyện chủ tiệm sắp tới? Cô là nhân vật lớn, mỗi lần đi thị sát các cửa tiệm thì chủ tiệm của các bộ phận thì phải tháp tùng cô. Cô đến đây mua sắm, tiếp đãi cô cũng là chuyện đương nhiên thôi mà. Phải đó, cô đến trung tâm thương mại mua sắm, hàng tép riêu như chúng tôi không có tư cách tiếp đón cô. Mua sắm? Mua sắm gì chứ? Vốn dĩ đang vui đến đây xem váy cưới, kết quả thì các người lại làm ăn thế này. Một con nhỏ shipper hôi hám mà đuổi mãi không đi, tâm trạng vui vẻ của tôi đều bị các người phá hỏng rồi. Chỉ định chúng ta đi thôi. Cô đừng đi mà, bây giờ chúng tôi sẽ đuổi họ ra ngoài ngay. Cô đi rồi, tôi không biết ăn nói thế nào với chủ tiệm. Cút ra, tôi không giận cá chém thớt. Một các người đóng tiệm là đã nhân từ với các người lắm rồi. Cục cưng à, em làm sao nữa vậy? Cục cưng, đuổi hai người đó đi là được mà, em đừng giận lên như vậy. Giả lại, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Chẳng phải em đã chỉ định muốn có váy cưới ở đây sao? Lúc nãy em vừa xem qua một lượt, nhận ra không có mẫu nào mà em thích cả. Lại thêm con nhỏ Lật Vivi đó, thật đúng là không có hứng thú. Thôi thì đi mua váy khác cũng được. Vậy thì tốt quá. Tiệm váy cưới này đắt muốn chết đi được. Không phải em tiết kiệm tiền cho anh đâu. Váy cưới thì thôi, nhưng khách sạn thì em muốn tổ chức khách sạn xa hoa nhất Nam Thành. Được, đừng nghe em hết. Sao hai người vẫn còn mặt mũi ở đây vậy? Hai kẻ nghèo hèn dám làm hỏng chuyện tốt của tôi. Quế Chi, gọi bảo vệ ném hai người đi ra ngoài. Dạ. Giờ tôi sẽ gọi ngay bảo vệ. Alo bảo vệ, ở đây có hai người gây chuyện, các anh mau lên đây đuổi họ ra ngoài mau. Các người dám? Phó gia, tầng 3 trung tâm thương mại. Đó không phải là phó gia sao? Lật Phi Phi vừa đến xe báo cưới, không phải là lấy phó gia chứ? Anh nói bậy gì vậy? Phó gia có thân phận như thế nào? Sao lại để mắt đến một đứa shipper? Giả lại, Lật Vivi là thứ đàn bà lẳng lơ chẳng ai thèm. Mấy lão già cần cô ta đã tốt lắm rồi. Phải rồi cục cưng, đi thôi, chúng ta đến tiệm khác xem thử. Hai người mau chóng cú xéo, sau này trung tâm thương mại Dân Đỉnh sẽ liệt hai người vào danh sách đen. Nghe thấy chưa? Còn không mau cút đi, tránh làm váy cưới của tiệm này nhiễm mùi nghèo hèn của các người. Các người động cho tôi thử xem. Bà già này thật không biết điều. Còn ở đây mà lớn lối nữa à? Giữ cái miệng của anh đi, đừng lắm lời. Mau cút đi. Làm cái gì vậy hả? Anh ngậm miệng ngay cho tôi. Lật tổng, Lật tổng, cô không sao chứ? Chủ tiệm, chắc chị nhầm người rồi. Lật tổng thật, lúc nãy vừa đi rồi, chính người phụ nữ này đã chọc giận làm Lật tổng không vui. Chính là hai kẻ nghèo hèn này, tôi đã chuẩn bị đuổi họ ra ngoài. Họ đứng đây đúng là hạ thấp đẳng cấp của chúng ta. Có mắt như mù. Vị này mới là Lật tổng thật. Hai người muốn hại tôi sập tiệm đúng không? Là tôi mắt mù, là tôi lỡ miệng, tôi đã xúc phạm cô. Chúng tôi không biết cô, nếu biết cô thì có 100 lá gan chúng tôi cũng không dám. Đúng đó Lật tổng, tôi cũng bị người phụ nữ kia mê hoặc, tôi chỉ muốn kiếm chút hoa hồng, tôi không cố ý. Lật tổng, cô xem hai người họ đều đã xin lỗi rồi. Hay là xin lỗi thì sao chứ? Phó gia, sao anh lại đến đây? Tôi nghe nói giờ chưa cưới và bà nội của mình bị ức hiếp,
Tôi đến xem rốt cuộc là tiệm nào tài giỏi như vậy. Bà nội, chị này là bà nội của anh. Hai người có biết hôm nay đã gây ra tai họa lớn như thế nào không? Đừng nói đến hai người, cái tiệm này đều phải chịu liên lụy. Bà nội, bà không sao chứ? Vẫn chưa bị họ làm cho tức chết. Sống đến tuổi này rồi, lần đầu tiên bị người ta chỉ thẳng vào mặt chửi, là bà già chết tiệt. Trợ lý Trương, đuổi mấy người này ra khỏi Nam Thành cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy họ nữa. Phó gia, tôi sai rồi. Tôi thật sự không biết bà ấy là bà nội của anh. Anh tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi không dám nữa đâu, đúng đó phó gia. Tôi vừa ly hôn rời khỏi Nam Thành thì tôi không có chỗ nào để đi. Cô Lật, cô cho tôi thêm một cơ hội nữa đi cô Lật. Tôi nói rồi, tôi đã cho các người cơ hội là từ các người không biết quý trọng. Tha cho tôi đi, tha cho chúng tôi đi mà. Cô Lật, hôm nay quả thật đều là sai sót của tôi, nên mới gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Hay là vậy đi, tất cả váy cưới mà cô nhìn thấy trong tiệm của tôi hôm nay, cô thích bộ nào tôi sẽ tặng nó cho cô. Chưa nghèo tới mức không mua nổi một bộ váy cưới. Chủ tiệm Dương, hai nhân viên trong tiệm của cô thấy người giàu thì khom lưng luồn cúi, thấy người nghèo thì khiêu khích chăm chọc. Tôi nghĩ chắc chắn họ không chỉ mới làm như vậy một hai ngày thôi. Công ty của chúng tôi trước giờ luôn coi trọng khách hàng. Mỗi khách hàng bất kể thân phận địa vị khác nhau đến trung tâm thương mại đều sẽ được đối xử bình đẳng. Nhưng tôi cảm thấy tư tưởng của cô hình như không phù hợp với công ty chúng tôi. Hôm nay cô đóng tiệm nghỉ bán đi. Chuyện hôm nay thực sự chỉ là hiểu lầm thôi, Lật tổng. Cô nghe tôi nói đi mà, Lật tổng. Tôi khuyên cô hôm nay nên mau chóng chuyển đi, tránh để dây dưa sang ngày mai. Hôm nay bà dẫn cháu đến đây chủ yếu là để mua váy cưới, không ngờ lại thành ra thế này. Bà nội, không sao đâu, kiểu váy cưới khác thường đó, mặc vào cũng xấu quẩy lắm. May mà bà cháu mình phát hiện sớm, chuyện váy cưới không cần hai người phải nhọc lòng nữa. Cháu đã mời được nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng thế giới rồi. Xem ra cháu trai của bà thật sự rất muốn cưới cháu. Bà chưa từng thấy nó để tâm như vậy đến chuyện khác ngoài công việc đâu. Lật Vy Vy sắp kết hôn. Đùa cái gì vậy chứ, sao có thể như vậy được? Có ai mà thèm loại đàn bà đã qua một đời chồng như cô ta đâu. Di Đình, có phải con nhầm không? Bọn con đã bắt gặp cô ta ở cùng một tiệm váy cưới, hoàn toàn là thật. Chuyện này thì có gì đáng kinh ngạc? Theo con thấy chắc là cô ta lấy một lão già gần rất xa trời. Nếu mà cô ta lấy được mối tốt thì đã chạy đến trước mặt chúng ta để dịu dõi Dương Oai rồi. Nhưng con lo cô ta lại sẽ giở trò. Lỡ như đám cưới là tổ chức ở cùng một khách sạn thì chẳng phải con sẽ bể mặt khắp Nam Thành hay sao? Cô ta lấy đâu ra bản lĩnh đó? Khách sạn Nam Thành có đẳng cấp thế nào, cô ta làm sao mà thuê nổi? Giả lại cô ta đã kết hôn với một lão già thì chỉ mong người khác không biết để còn dễ bề lo liệu nữa chứ. Theo con thấy đây cũng không phải là chuyện xấu. Ý em là gì? Mọi người nghĩ xem, chồng cũ và vợ cũ cùng tổ chức đám cưới, người mà anh con lấy là chủ tịch tập đoàn Dân Đỉnh, còn Lật Vy Vy thì lấy một lão già lập dị. Hai bên đối lập như vậy quả thật là tin tức chấn động không gì sánh bằng. Đến lúc đó chúng ta sẽ đăng lên mạng để thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Như vậy không những có thể giả mặt Lật Vy Vy mà còn có thể tuyên truyền rộng rãi về đám cưới thế kỷ của anh chị. Đến lúc đó chẳng phải nhà họ Lâm ở Nam Thành sẽ một bước lên trời luôn hay sao? Đúng vậy, đúng vậy, đây đúng là một công đôi việc. Được lắm, lần này nhất định phải khiến cô ta không thể ngẩng cao đầu ở Nam Thành này nữa. Chị cứ yên tâm đi. Cái gì? Dương tổng à, chúng ta chỉ cần một tiệc sảnh nho nhỏ, anh giúp tôi nói tốt vài câu đi, giúp tôi đi mà. Không có lịch trống sao? Con trai, sao vậy? Có chuyện gì vậy? Lúc nãy người phụ trách khách sạn Nam Thành gọi điện đến nói, vào ngày chúng ta kết hôn, khách sạn Nam Thành đã được một người bí ẩn bao hết toàn bộ rồi, chúng ta không được dùng. Sao có thể như vậy được? Ở Nam Thành này chỉ có Lật tổng mới có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ cần mở miệng là bao hết khách sạn. Đó là khách sạn Nam Thành cơ mà. Rốt cuộc các người làm sao vậy hả? Váy cưới của thương hiệu thì không đặt được, bây giờ đến khách sạn cũng bị người khác cướp mất rồi, thì kết hôn gì nữa? Tôi đường đường là Lật tổng của tập đoàn Dương Đỉnh mà đám cưới lại bủn xỉn như vậy. Đến lúc đó làm sao mà tôi có thể ngẩng đầu ở Nam Thành được nữa? Chốn gì cho họ Lâm chúng ta đặt một sảnh tiệc ở khách sạn Nam Thành đã khó lắm rồi, lần này còn bị người bí ẩn cướp mất thì biết làm sao được. Chị dâu, đám cưới là chuyện của hai người, chị thấy hay rồi, chẳng có một chút hỗ trợ nào về kinh tế. Còn nằng nặc bắt nhà chúng ta phải tổ chức một đám cưới thế kỷ. Nam Nam, con nói gì vậy? Em điên rồi sao? Sao lại nói chuyện với Lật tổng như vậy? Nếu đã không có khả năng lấy Lật tổng của tập đoàn Dân Đỉnh thì dứt khoát được tổ chức đám cưới nữa. Lật tổng, con đừng kích động mà, cục cưng. Hay là thế này,
Ngay ở bên khách sạn Nam Thành, có khách sạn Nhân Tỏa. Mặc dù tổng thể cơ sở vật chất không bằng khách sạn Nam Thành, nhưng cũng là khách sạn lớn thứ hai ở Nam Thành đó. Chúng ta tổ chức ở đó cũng không mất mặt đúng không? Phải đó, phải đó. Giả lại, chúng ta còn có con nhỏ Lật Phi Phi kia nữa để làm nền cho con mà. Đến lúc đó thì mọi người chỉ quan tâm xem đám cưới nhà chúng ta có tổ chức xa hoa hay không, chứ chẳng để ý đến chuyện có phải là khách sạn Nam Thành lớn nhất ở Nam Thành hay không. Đây là lần nhượng bộ cuối cùng. Xe sang và nhẫn kim cương lớn, hai thứ này không thể nào thiếu. Bằng không, mấy người vẫn nên lấy một đứa shipper về làm dâu thì hơn. Cái thứ gì đâu không biết. Nếu không vì nể cô ta là chủ tịch tập đoàn Dương Đỉnh, thì ông đây không có hậu hạ nữa đâu. Còn tự cho mình là công chúa thật sao? Phải đó, cũng chỉ có chút tiền thôi mà, có gì mà ghê gớm. Quả thật là không coi chúng ta ra gì. Anh, bây giờ chúng ta đi đâu để kiếm cho cô ta chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy chứ? Nhà mình bây giờ chẳng còn một xu nào nữa. Đến cả tiền váy cưới cũng là bù vào từ tiền vốn công ty, lại còn thêm khách sạn với xe sang nữa. Chị Đình à, bây giờ chúng ta sắp mang nợ tới nơi rồi. Đến lúc đám cưới xong mà cô ta vẫn không bỏ ra một đồng như bây giờ, thì tiền chúng ta tham ô cũng không bù nổi đâu. Vậy công ty chúng ta phá sản mất. Được rồi, được rồi, được rồi. Mẹ đừng lo nữa có được không? Phụ nữ sau khi kết hôn hoàn toàn khác trước lúc kết hôn. Mẹ nhìn Lộc Phi Phi mà xem. Trước khi kết hôn, lúc còn theo đuổi cô ta cứ lạnh lùng như chị. Sau khi kết hôn, cô ta còn ngoan ngoãn làm người giúp việc cho chúng ta nữa, biết điều hầu hạ cho chúng ta. Vẫn là con tiện nhân kia dễ xử lý hơn. Hồi đó chúng ta chẳng mất gì cả. Đâu như con nhỏ Lật Tổng này, nay đòi cái này mai đòi cái khác. Công ty chúng ta cũng vì cô ta mà đã thâm hụt đến mấy chục triệu rồi đó. Con nhỏ Lật Vi Vi kia sao có thể sánh với Lật Tổng được. Cô ta chỉ là một đứa shipper thấp hèn. Cô ta thì giúp được con cái gì chứ, đâu giống như Lật Tổng. Đúng đúng đúng, phải phải. Mẹ nói sai rồi, mẹ nói sai rồi. Đúng rồi, chuyện anh kết hôn với Lật Tổng em phải tuyên truyền thật tốt cho anh, dựa vào sự đảo chiều của dư luận, để cùng lúc truyền thông cho cả công ty chúng ta. Anh cứ yên tâm đi. Phó Cẩn Ngôn, anh tìm tôi gấp như vậy là có chuyện gì? Đây là một số chi tiết trong mẫu thiết kế váy cưới, em xem có hài lòng không? Vậy thôi sao? Anh cứ gửi thẳng đến điện thoại là được, lại còn cho tôi qua đây nữa. Nếu gửi vào điện thoại của em thì tôi lại không gặp được em rồi. Phó gia, chuyện là tôi lát nữa tôi sẽ quay lại. Tốt nhất cậu nên có chuyện để báo cáo với tôi. Chuyện là phó gia, hôm nay trên mạng xuất hiện một lượng lớn lời bình xúc phạm cô Lật, nói cô ấy và chồng cũ tổ chức đám cưới cùng thời điểm, nhưng kết cục lại khác nhau rất lớn. Một người may mắn lấy con gái nhà giàu, một người lại xui xẻo lấy ông lão nhận trợ cấp xã hội. Ông lão nhận trợ cấp xã hội? Đối tượng kết hôn của Lật Vi Vi có vẻ như là một ông lão nhận trợ cấp xã hội xấu không thể tả được, đã chẳng còn sống được bao lâu. Chỉ vì một chút tài sản thừa kế mà dùng mỹ nhân kế, sau khi ly hôn hiện trạng vô cùng thê thảm, khiến người khác ngao ngán. Xấu không tả được, chẳng sống được bao lâu. Là ai làm? Chắc là tên này không muốn sống ở Nam Thành nữa rồi đúng không? Tôi đã điều tra rồi, là nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm? Xem ra tôi đã quá nhân từ và nương tay với hắn, để hắn còn sức lực mà ở đó bôi nhọ người khác. Truyền lệnh xuống dưới, xóa sạch bài viết trên mạng, cấm cửa nhà họ Lâm. Dạ thưa phó gia. Khoan đã, không cần xóa. Hơn nữa còn phải bỏ tiền để các blogger để bài đó lên. À, tốt nhất là cho lên bảng hot search luôn đi. Nói người đàn ông của tôi xấu xa thầm tệ thế nào thì là thế đó. Thổi phồng đám cưới của anh ta lên thành sự kiện xa qua cấp thế kỷ, trăm năm khó thấy. Cô Lật, cô làm thế này là họ muốn dùng dư luận để hủy hoại thanh danh, khiến tôi không còn mặt mũi ở Nam Thành. Đợi đến ngày cưới, tôi phải cho họ xem thử người đàn ông của tôi ưu tú cỡ nào, rốt cuộc là ai bị giả mặt. Phó gia, vậy tôi nên nghe theo lời ai? Không nghe thấy lời phu nhân nói sao? Tôi là người đàn ông của cô ấy, đàn ông đều nên nghe lời vợ. Truyền tin xuống dưới, livestream toàn bộ hôn lễ của hai nhà. Dạ, thưa phó tổng. Em vừa nói tôi ưu tú. Tôi ưu tú chỗ nào? Ưu tú ở chỗ anh tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa sự ưu tú của anh
cả thành phố đều thấy rõ. Nếu tôi đã ưu tú như vậy, sao em vẫn còn đào hơn 3 năm rồi còn để mắt đến nhà họ Lâm kia nữa? Tôi còn tưởng mình không sánh bằng tên rác rưởi đó chứ, sao có thể như vậy được? Anh ta sao có thể so sánh với anh? Lâm Chi Đình, tên khốn đệ tiện đó, là do tôi mù mắt mới để ý anh ta. Bây giờ không mù mắt nữa nên thấy phó tổng. Tôi có chút chuyện, tôi đi trước đây. Đám cưới nhà chúng ta giờ đã leo lên vị trí thứ 3 trên hot search. Bây rồi giờ số lượt theo dõi đã lên 5.000 đổ hot rồi. Thật không vậy? Trời ơi, nhà họ Lâm chúng ta sắp nổi tiếng rồi. Đổ hot cao như thế sao? Sao có thể như vậy được? Phải đó, em cũng chỉ tốn một chút tiền thôi. Mời mấy công ty marketing chỉ về bài lung tung tin đồn thôi mà. Để lên được hot search thì còn xa lắm. Chuyện này thì có gì đáng băn khoăn? Không phải là do chị làm thì còn có thể ai nữa? Chỉ dựa vào chút tiền nhỏ mọn của mấy người thì sao có thể gây ra sóng to gió lớn như vậy được? Tôi đã tìm đến công ty giải trí hàng đầu, tốn cả bụng tiền để đẩy bài, lại thêm danh xưng đệ nhất nữ cường của chị, lên hạng 3 hot search khó lắm sao? Cục cưng à, vẫn là em có cách. Chị dâu, không ngờ chị còn quen biết cả người của công ty giải trí hàng đầu nữa. Trước đây em luôn có ước mơ được làm ngôi sao nổi tiếng. Chị dâu có thể giúp em dẫn dắt, kết nối được không? Cái gì vậy trời, cả nhà đều chẳng có triển vọng gì. Chị, được rồi, giờ chị dâu em đang bận tối mắt, để chuẩn bị hôn lễ, đừng làm lỡ thêm nữa được không? Chờ cưới xong rồi nói. Con trai, cư dân mạng này đang khen con và Lật tổng là trai tài gái sắc đó. Mọi người đều rất mong chờ vào đám cưới thế kỷ của nhà chúng ta. Có người còn nói còn nhỏ shipper Lật Vivi kia còn ngoại tình nữa. Cô ta giống y như đống rác, nếu có thể gả cho một lão già là tốt lắm rồi. Loại rác rưởi như cô ta cút đi càng xa càng tốt. Những cư dân mạng này cũng rất có khả năng đó. Cái gì? Có một người tiết lộ một tin tức rằng Lật Vivi sẽ tổ chức đám cưới cùng ngày với chúng ta. Lật Vivi này cố tình muốn đối đầu với con thì phải. Tổ chức đám cưới cùng một ngày với cô ta, thật là suối quẩy. Cục cưng, vậy thì có sao đâu. Lật Vivi có điều kiện thế nào, nhà chúng ta có điều kiện thế nào, em còn sợ cô ta sao? Giả lại cư dân mạng còn nói người đàn ông đó vừa nghèo vừa sắp chết, giờ cô ta muốn lặng lẽ kết hôn còn chẳng được. À đúng rồi, bây giờ đã có công ty giải trí tìm đến anh, mong muốn rằng chúng ta tổ chức đám cưới sẽ cùng phát sóng livestream hai bên. Anh đã đồng ý với họ rồi. Đến lúc đó em muốn cho tất cả Nam Thành biết Lâm Chi Đình này mạnh mẽ cỡ nào. Còn Lật Vivi rời khỏi anh thì chẳng là cái thá gì cả. Phải đó, phải đó. Tin tức chồng cũ và vợ cũ kết hôn cùng một ngày, thú vị quá đi mất. Đến lúc đó những người theo dõi chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Đến lúc đó công ty quân đình của chúng ta chắc chắn sẽ nổi tiếng vang dội. Đây đúng là một mũi tên trúng hai đích. Nếu đã livestream trực tiếp ở hiện trường thì chiếc nhẫn kim cương này có nhỏ quá không vậy? Cách xa ống kính như vậy, người xem làm sao mà thấy được? Chuyện này, cục cưng nè, vì đám cưới của chúng ta, số tiền có thể tham ô ở công ty đã tham ô cả rồi. Thật sự không có tiền nữa, anh thấy viên kim cương này cũng được lắm mà. Đây chính là thái độ của anh khi lấy được em đó hả? Không phải, không phải, cục cưng à. Được, anh sẽ đi đổ luôn được chưa? Em đừng giận nữa mà. Đúng rồi, lát nữa bạn anh tổ chức một buổi tiệc, em đi cùng anh nha. Bạn anh đẳng cấp thế nào mà lại dẫn em tham gia bữa tiệc? Những người bạn đó của anh mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng trong đó có một cô gái là nhà thiết kế váy cưới cao cấp, Alan. Alan? Người anh nói là Alan đó hả? Cô ấy khó hẹn lắm đó. Hơn nữa có tiền cũng không hẹn được đâu. Nếu cô ấy đã là bạn của anh, sao anh không nói sớm? Cục cưng à, nghe danh Lật tổng đã lâu, hôm nay được gặp đúng là phúc đức ba đời đó. Phải đó, chẳng mấy khi Lật tổng đích thân để mặt qua đây. Mọi người nói gì chứ? Bạn của Chi Đình cũng chính là bạn của tôi. Không phải nói chứ, từ lúc Chi Đình ở bên cạnh Lật tổng, cậu ấy càng ngày càng tài giỏi. 3 năm trước chúng ta vẫn cùng nhau đi làm thêm, bây giờ người ta sắp trở thành sếp lớn rồi. Vậy đã là gì? Bây giờ Chi Đình chính là con cưng của trời. Các cậu nhìn thấy chưa, đám cưới của Chi Đình đã được leo lên hạng 3 hot search so với nghệ sĩ hàng đầu đó. Không đến mức đó đâu, đều là tin tức giải trí viết lên tin thôi mà.
Phải công nhận là hai người có tài năng. Ngay cả những người có thâm niên trong ngành giải trí cũng chạy đến nương nhờ danh tiếng của Lật Tổng. Ở Nam Thành thật sự không phải là chuyện đùa đâu. Lật Tổng, tôi kính cô. Lật Tổng, tôi cũng kính cô một ly. Sau này cậu phải nhờ cô và Chi Đình dìu dắt nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Lâm Chi Đình, cậu ngoại tình thì cũng thôi đi. Trước khi kết hôn cậu mua bài bia cho đạp vợ cũ. Hành động này có phần hơi đáng kinh tởm rồi đó. Cô là ai? Sao lại dám nói với Chi Đình? Cục cưng, cô ấy chính là Alan. Tính tình hơi kỳ quái. Em cố nhìn một chút đi. Lật Vi Vi chỉ là một con nhỏ shipper. Lật Tổng có cần phải mua bài bói nhỏ của ta không? Chi Đình, trước kia anh có để mắt tới cô ta đã là phúc ba đời của cô ta rồi. Phải đó, cô ta còn dám kết hôn cùng một ngày với Lật Tổng. Đúng là tự rước nhục vào người. Ai tự rước nhục vào người còn chưa chắc đâu. Sao cô ta lại đến đây? Anh làm ăn kiểu gì vậy? Cục cưng, anh cũng không biết. Có phải cô làm shipper chạy nhầm chỗ rồi không? Đây là nhà hàng cao cấp, nơi để ăn uống. Một shipper như cô còn không biết ngại mà vào đây sao? Đúng là hạ thấp đẳng cấp của nhà hàng. Đúng đó, ai mời cô vậy? Chắc không phải giống như lúc trước khi ly hôn, vì muốn lấy lòng của Lâm Chi Đình mà chạy đến và trả tiền chứ. Nè Phi Vi, ngồi đây. Được rồi, dù gì thì chúng ta cũng đã làm bạn với Vivi được 3 năm rồi. 3 năm qua Vivi đối với chúng ta cũng tốt. Mọi người nói chuyện cũng được khó nghe quá như vậy. Vivi nè, nghe nói cậu lấy một ông lão nhà quê, có thật không vậy? Kể chi tiết cho chúng tôi nghe đi. Còn phải hỏi nữa sao? Trên mạng có người tự xưng là cháu của ông lão đã tiết lộ thông tin đó. Cô ấy nói ông của mình đã bước một chân vào quan tài rồi. Vivi cũng thật là có bản lĩnh hơn chúng ta. Chúng ta còn chưa có con cái mà cô ấy đã đến nhà người ta làm bà nội rồi. Từ Kiều Kiều, cô đừng có quá đáng. Cô đừng quên, hồi trước cô bị chồng cô dứt bỏ. Những người này chẳng ai chịu giúp cô. Chính Vivi đã thu nhận cô, chia sẻ sinh hoạt phí của mình cho cô dùng, còn giúp cô tìm việc. Vậy thì đã sao? Ai cần sự giúp đỡ của cô ta? Từ cô ta chạy đến giúp đỡ. Sao vậy? Có cần tôi phải quỳ gối để cảm ơn cô không? Tôi tự nhận thấy 3 năm vừa qua mình đã hết lòng vì mọi người, không thẹn với lương tâm. Nhưng không ngờ lại nuôi được một lũ chó chuyên nịnh hót quay ngược lại cắn mình. Lật Vi Vi, cô chửi ai vậy hả? Trước kia nể mặt Chi Đình để chúng tôi có khách sáo với cô, cô còn ở đó mà được đặt chân lên đằng đầu sao? Đúng đó. Cũng không nhìn xem bây giờ chúng ta có địa vị như thế nào. Hôm nay ngồi đây ít nhất cũng toàn các ông chủ nhỏ. Cô cũng không soi gương nhìn lại mình xem bản thân cô có xứng đáng kết bạn với chúng tôi không? Không phải tôi không xứng đáng, mà là các người không xứng. Tôi cũng không dùng bữa cơm này nữa. Nếu thật sự các người muốn biết đó có phải là ông lão hay không thì hãy chờ tới ngày tôi kết hôn là sẽ biết ngay thôi. Tôi có việc phải đi trước. Đừng vội mà Lật Phi Phi, cô đừng thừa nước đục thả câu nữa. Lâm Chi Đình người ta đã thoải mái dẫn đến đây rồi. Cô cũng đưa ông lão nhà mình ra ngoài đi dạo đi. Lẽ nào ông ta vẫn còn nằm bẹp ở trên giường sao? Không đi nổi nữa rồi. Nếu các người đã muốn thấy thì được thôi. Vậy tôi sẽ gọi anh ấy qua đây. Nhưng một khi chồng tôi đã tức giận thì các người phải đảm bảo là bản thân có thể chịu được. Sao vậy? Sợ ông ta tức chết bắt tôi phải bồi thường đến tái gia bại sản sao? Sao lại nói Vi Vi như vậy? Người ta cũng cần sĩ diện chứ. Phó Cẩn Ngôn, bên này có một ít rác muốn gặp anh. Anh có rảnh không? Lật Vi Vi, cô đừng nói đối tượng kết hôn của cô là Phó Cẩn Ngôn tiếng tăm lừng lẫy. Phó gia, chủ tịch của tập đoàn Long Xuyên đó nha. Làm sao? Lật Vi Vi, cô khoác lác cũng phải xem đối tượng là ai chứ. Phó tổng sao lại để mắt tới một con nhỏ shipper như cô chứ? Trước đây chỉ nghĩ cô hèn thôi. Bây giờ tôi mới phát hiện trong đời thực ra là có người giả tạo khoác lác đến tận phó gia luôn. Có gan kết hôn với một ông già mà không có gan thừa nhận. Có phải Phó Cẩn Ngôn hay không? Lát nữa anh ấy đến là sẽ biết thôi mà. Đủ rồi Lật Vi Vi. Trước đây tôi nể tình cô và Chi Đình là vợ chồng nên không tính toán với cô. Nhưng anh Phó là người mà cô có thể tự ý bịa chuyện hay sao? Đúng đó. Nhà họ Phó và nhà họ Lật có quan hệ lâu đời. Lật Tổng vẫn còn ở đây mà cô dám bị đặt về Phó gia ở ngay trước mặt Lật Tổng sao? Cô gan lớn thật đó. Mọi người đừng nói như vậy. Chưa biết chừng Phó Tổng thật sự sẽ lấy một đứa shipper
lại còn lẳng lơ và đã qua một đời chồng đó. Lật Vi Vi, những người bạn cũ ở đây có ai mà không biết cô chính là một con nhỏ shipper hôi hám. Cô, bây giờ hãy lập tức cút ra ngoài cho tôi, tránh làm ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người. Không được đi. Đi rồi thì mọi người không còn kịch để xem nữa. Hôm nay tôi thật sự rất tò mò, Điệu Phó Gia có đến hay là không. Cô ta mà cũng xứng gọi anh Phó đến đây sao? Nói năng quan đường. Chết tiệt, không phải đến thật chứ? Cô Lật, Phó Gia nói anh ấy sẽ đến sao, nên căn dặn tôi đến phòng VIP theo thử tình hình. Một lão già mà thôi. Quả nhiên tôi đoán không sai. Lật Vi Vi, lấy một lão già, cho dù gia đình không cần cô cũng không đến mức phải chà đạp bản thân mình như vậy. Người đàn ông này ít nhất cũng phải 70 tuổi. Hay là nhân viên phục vụ của khách sạn, cô cũng ăn được hết. Câu này nói vậy là không đúng đâu. Sao lại gọi là chà đạp? Cô ta chỉ là một con nhỏ shipper, còn là một phụ nữ lẳng lơ cả hai đời chồng. Thay vì gả cho một tên nghề kiết xác, chỉ bằng gả cho một ông lão có chút tiền, không lo cái ăn cái mặc đúng không? Các người là cái thái gì mà lại dám ăn nói với cô Lật như vậy? Lão già thôi đi, chúng ta là khách ở đây. Một tên phục vụ như ông mà còn tỏ thái độ kiểu gì vậy hả? Đúng đó, cho dù ông có ra mặt cho cô vợ nhỏ của mình cũng phải xem là bản thân có thân phận thế nào chứ. Nếu tôi không nhớ nhầm, nhà hàng này là trực thuộc tập đoàn Long Xuyên. Ông biết người ngồi bên kia là ai không? Không quen. Lão già, tuổi của ông vẫn chưa đến nỗi mắt mù mà. Vị này mới đường đường là con gái của chủ tịch tập đoàn Dân Đỉnh, thiên kim thế gia của chủ tịch các người mà là không biết sao? Ông ta không biết rõ cũng là chuyện bình thường. Mỗi lần tôi đến đây đều được quản lý của nhà hàng tiếp đón. Cấp bậc thấp như ông ta còn không xứng mà. Loại người chẳng ra gì mà cũng dám mạo danh Lật tổng. Tôi biết rồi. Lật Vi Vi, ông ta không phải là bạn trai của cô mà là diễn viên quần chúng. Cô thuê với giá 200 tệ đúng không? Này ông già, hay là ông lại gần ngửi thử xem có phải trên người cô ta có một con shipper không? Đủ rồi, qua lại với nhau 3 năm, tôi thật không ngờ các người lại như vậy. Một đám dầu đổ bìm leo khiến người khác kinh tởm. Các người đúng là không biết trời cao đất dày. Lật tổng, có còn tôi gọi người đuổi họ ra ngoài không? Đủ rồi, một bữa cơm đang yên đang lành lại trở nên ngột ngạt và hỗn loạn như vậy. Đừng quên mục đích của chúng ta hôm nay. Được rồi mọi người, đừng giỡn hơi quá rồi. Alan, hôm nay tôi có một dịp nhờ cô. Tôi và Lật tổng sắp kết hôn rồi. Tôi mong rằng cô có thể làm stylist cho cô ấy trong hôn lễ của chúng tôi. Cô xem có được không? Thật ngại quá, hôm đó tôi có lịch trình rồi. Alan, đó là hôn lễ của Lật tổng, thu hút sự chú ý của hàng chục triệu người, còn được livestream cùng lúc. Một cơ hội tốt như vậy mà cô cũng từ chối, cô có bị điên không? Đây là cơ hội mà bao nhiêu người muốn có cũng không có được đâu. Cô lùi cái lịch trình giới giờ của cô lại đi. Không lùi được, bởi vì hôm đó cô ấy cũng kết hôn mà. Cái gì? Cô muốn làm stylist cho Lật Vi Vi sao? Alan, cô bị điên rồi sao? Hôn lễ của Lật tổng thu hút sự chú ý của cả nước, cho dù cô không cần tiền cũng không đến mức phải chọn một đống bùn tầm thường chẳng ra làm sao. Đúng đó, cái đám cưới tồi tàn ở quê của Lật Vi Vi mà cũng cần stylist sao? Tôi còn tưởng là mặc áo dài đó rồi chui vào đống da của lão già là xong. Được rồi, tôi khuyên cô nên cân nhắc lại. Tôi có thể trả thù lao gấp 3 cho cô. Không cần đâu, tôi lựa chọn khách hàng không bao giờ nhìn tiền mà chỉ nhìn nhân phẩm thôi. Trước đó tôi nể mặt cô là bạn của gia đình nên mới nhường cô 3 phần. Cô có thân phận gì mà dám ở đây móc mỉa tôi? Được rồi cục cưng, em không cần phải tức giận vì loại người này đâu. Lật tổng, cô có thân phận như thế, cần tìm một stylist giỏi cũng dễ như trở bàn tay thôi mà. Loại tiện nhân như này cô cứ dứt khoát cấm cửa luôn là xong. Tôi thấy cô ta cũng giống như Lật Vi Vi, cái thứ không biết xấu hổ. Thôi mọi người ăn cơm đi, đừng vì họ mà phá hỏng tâm trạng. Ăn với uống cái gì nữa, em có gì phải đi trước. Cục cưng à, các cậu thật lòng xin lỗi nha. Mọi người cứ ăn uống no say đi. Cục cưng, em đừng giận mà cục cưng. Cục cưng, cục cưng à, em đừng giận có được không? Bên trong toàn là bạn của anh, em làm vậy là mất mặt anh lắm. Mấy người bạn của anh là gì chứ? Một đám xếp quèn không xứng là già cho em. Còn có nhỏ Alan kia, vậy mà cô ta dám từ chối em. Cục cưng, còn rất nhiều stylist giỏi mà. Vậy đi, để anh tìm người khác cho em. Em nói với anh trước, khi chúng ta kết hôn, đám bạn đó của anh không được mời ai hết. Đừng hạ thấp đẳng cấp của em. Cục cưng, anh đều nghe em hết.
Cục cưng à, Lật tổng giận rồi. Không bị liên lụy chứ? Cô ấy là Lật tổng, muốn xử lý chúng ta là chuyện dễ dàng như không? Vốn dĩ nhờ dịp họp mặt này đến nhờ Lật tổng giúp đỡ, lần này thì hay rồi, tự nhiên lại đắc tội với Lật tổng. Nếu không phải tại hai cái người kia thì Lật tổng cũng không tức giận như vậy. Lật Vi Vi, không phải cô nói cô gọi phó tổng đến sao? Phó tổng đâu? Phó tổng sẽ đến ngay bây giờ. Lão già thối, ông vẫn còn già mồm sao? Lật Vi Vi, cô chỉ là một shipper tầm thường. Nếu hôm nay cô có thể mời phó gia đến, tôi sẽ bò từ đây ra ngoài. Nếu cô ta có thể mời phó tổng đến, tôi sẽ quỳ xuống lao dạ cho cô ta. Mấy cậu khoan hãy nói những chuyện không có khả năng như vậy đi. Phó tổng đến gì gọi đồ ăn cũng còn chơi bẩn mà. Láo xược, các người có biết cô ấy là ai không? Sao lại dám nói nàng như vậy chứ? Là ai vậy? Chẳng qua chỉ là một phụ nữ lẳng lơ gả cho một ông lão già chết bầm thôi mà. Tôi vừa nghĩ đến chuyện kết bạn với những người này đã cảm thấy rất mất mặt rồi. Các người, ông già, sao vậy? Tôi nói có vài câu mà ông đã sót rồi sao? Tôi nói cho ông biết, hôm nay cho dù tôi có đánh cô ta thì ông có thể làm gì được tôi? Các người thử động vào một ngón tay của cô ấy xem. Các người thử động vào một ngón tay của cô ấy xem. Phó gia, sao có thể? Sao có thể? Đến thật rồi. Phó gia, có phải lúc nãy Lật tổng nói với anh là ở đây có người mở danh dự chưa cưới của anh phải không? Phó gia, anh yên tâm, chúng tôi đã thay anh dạy dỗ á tiện nhân này. Tiện nhân này đã dám cả gan đến đây làm loạn. Phu nhân của tôi cũng đến lượt các người dạy dỗ sao? Phu nhân. Phó gia, anh không đùa chứ? Phó gia à, sao anh có thể để mắt đến con nhỏ làm shipper này chứ? Huống hồ còn là loại đàn bà lẳng lơ đã qua một đời chồng. Tôi đường đường là chủ tịch tập đoàn Dương Đỉnh, sao lại không xứng là phu nhân của phó tổng chứ? Lộc Phi Phi, cô đừng nói năng sằng bậy. Tôi quen biết cô 3 năm rồi, cô chỉ là một con nhỏ shipper. Đúng vậy, gia đình cũng nói đã điều tra rõ ràng về gia cảnh của cô từ lâu rồi. Cô chỉ là một con nhỏ từ quê lên, sao có thể đột nhiên trở thành chủ tịch tập đoàn Dương Đỉnh được chứ? Lại còn sắp lấy phó gia. Phi Phi, chuyện này là sao? 3 năm trước tôi chỉ cho rằng khi tôi và Chi Đình ở bên nhau, sự chênh lệch thân phận quá lớn, tôi sợ anh ta sẽ tự ti. Nên 3 năm qua vẫn luôn che giấu thân phận, cũng như cam tâm tình nguyện là một shipper kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tôi cũng luôn coi các người là bạn tốt nhất của tôi. Nhưng tôi lại không ngờ, thật sự đúng với câu nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn bè của kẻ cặn bã quả nhiên là một đám cặn bã. Không thể như vậy được. Nếu cô là Lật tổng, vậy Lật tổng lúc nãy chỉ là một con hề mạo danh tôi để lừa trên gạt dưới mà thôi. Sao như vậy được? Phó gia, chính là những người này lúc nãy vừa mạo phạm phu nhân, đã khuyên bao nhiêu lần mà tính xấu không đổi. Anh xem nên xử lý thế nào? Phó gia, tôi thật sự không biết, vì vì là phu nhân của anh. Nếu tôi mà biết thì tôi không dám nói chuyện với cô ấy nữa. Phó gia, tôi không có nói gì hết. Là cô ta, là Từ Kiều Kiều, là cô ta liên tục kiếm chuyện. Tôi không nói gì hết. Phó gia, Trịnh Vĩ, cậu bớt cái thói hắt nước bẩn lên người tôi đi. Lật tổng, dù gì chúng ta cũng đã là bạn 3 năm rồi, mong cô rộng lòng tha thứ cho tôi lần này. Sao tôi nhớ lúc nãy các người luôn nói tôi không xứng ăn cơm với các người, không xứng là bạn với các người. Không phải đâu, lúc nãy tôi uống hơi quá chén thì đã nói vậy. Xin cô hãy bỏ qua cho tôi. Chó cắn tôi một cái, đương nhiên tôi sẽ không cắn lại. Nhưng con chó cắn người tôi đã nhìn thấy ghê tởm rồi. Không nghe thấy phu nhân nói gì sao? Đuổi họ ra khỏi Nam Thành, đừng để làm bẩn mắt của phu nhân nữa. Dạ thưa phó gia. Đừng mà phó gia, Lật tổng, mọi thứ của tôi đều ở Nam Thành. Ra khỏi Nam Thành thì tôi chẳng còn gì nữa. Lật tổng, trời, tôi còn có bố mẹ. Lúc nãy tôi nói năng không suy nghĩ. Tôi giả miệng. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Khoan đã. Lật tổng, tôi biết là cô tính tình lương thiện. Những lời nói trước đây chúng tôi nói về cô sẽ không để trong lòng. Sao lúc nãy tôi nhớ có người từng nói nếu phó tổng có thể qua đây thì người đó sẽ bò từ đây ra ngoài mà. Bây giờ các người muốn tự bò hay là tôi cho bảo vệ giúp các người bò? Lật tổng, lúc nãy chúng tôi chỉ đùa thôi mà. Đúng vậy, chúng tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi thì không đùa với các người. Hoặc là để họ tự bò ra ngoài, hoặc là ném họ ra ngoài. Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy họ ở Nam Thành nữa. Dạ, Lật tổng. Vivi nè, lúc nãy tôi thật sự cảm thấy đã quá đi mất. Tôi đã thấy khó chịu với đám rác rưởi đó từ lâu rồi. Thật không ngờ gầy ông lại đập lưng ông. Có điều Vivi nè, cô là Lật tổng thật sao? Sao vậy?
Lẽ nào tôi còn mời được phó gia đến diễn kịch cùng tôi hay sao? Cái cô Lộc tổng giả đó ngày nào cũng tắc qua tắc quái. Nhà họ Lâm cũng ỷ có cô ta mà giữ võ dương oai. Có điều tại sao lúc nãy cô không xử lý luôn đi? Yên tâm, sao tôi có thể bỏ qua cho họ được? Đợi đến ngày kết hôn, tôi còn một món quà lớn muốn tặng cho họ. Sau khi kết hôn, mình mà chọc vào phu nhân thì chỉ có nước xong đời thôi. Lật tổng, còn đúng là đẹp quá đi mất. Hôm nay nhà chúng ta và con nhỏ Lật Vi Vi kia cùng tổ chức đám cưới một ngày. Không biết nó đã về đến quê hay chưa. Với cái đám cưới chẳng ra gì đó mà cô ta cực không biết ngượng, nhận mời livestream. Chẳng phải cô ta làm trò cười cho cả tỉnh hay sao? Phải đó, chẳng qua là cô ta muốn hơn thua với chúng ta thôi, chứ nào dám livestream thật. Cục cưng, em đúng là cô dâu xinh đẹp nhất mà anh từng thấy đó. Đúng rồi, đợi lát nữa Nam Nam vào thì bắt đầu livestream nha. Tập đoàn quân đình của chúng ta nhất định sẽ nhân cơ hội livestream lần này để nâng cao danh tiếng trong chốc lát. Chứ còn gì nữa, hôn lễ lần này em đã mời những nhân vật có máu mặt ở khắp các ngành nghề. Với thân phận chủ tịch tập đoàn dư đỉnh của em, chắc chắn họ sẽ nể mặt mà đến. Đến lúc đó bên phía Vivi sẽ chẳng còn một nhân vật có máu mặt nào cả. Để em xem cô ta lấy gì để so với em. Mọi người đều đọc tin tức rồi chứ? Sao vậy? Trịch tin tức có nói ba nghệ sĩ hàng đầu trong giới giải trí sẽ đến trung tâm thành phố tham gia hôn lễ. Ngay cả diễn viên, người dẫn chương trình, ca sĩ nổi tiếng quốc tế Elo cũng sẽ đến. Mọi người đang bàn tán là họ sẽ tham gia hôn lễ của ai. Tin này bây giờ đã lên thẳng vị trí thứ nhất của hot shot rồi. Chắc chắn là tham gia hôn lễ nhà chúng ta rồi. Ở Nam Thành này, người có thể tập hợp những người đó qua đây chỉ có Lật tổng mà thôi. Mình chưa từng mời những người này. Địa vị trên thế giới của họ quá cao, là chỉ mời được nghệ sĩ tuyến một qua đây. Sao những người này cũng đến? Vẫn là cục cưng của anh có bản lĩnh. Lần này quả thật là đã thu hút sự chú ý của cả nước rồi. Đến giờ rồi. Được được, mau lên mau lên. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến tham gia hôn lễ của Lật tổng và anh trai tôi. Vừa livestream mà đã có 100.000 người rồi. Độ hot cũng cao quá đi thôi. Nhẫn kim cương của Lật tổng lấp lánh quá. Không hổ là hôn lễ của nhà hào môn. Bộ váy trên người trông như là hàng thiết kế cao cấp. Còn giá bán phải là 7 số. Trai tài cá sắc. Đám cưới của cô vợ cũ thế nào rồi? Sao lại không livestream? Vợ cũ thế nào rồi? Sao lại không livestream vậy? Chắc là mạng dưới quê kém nên không livestream được. Giả lại cô ta lấy một lão già nhà quê thì mặt mũi nào mà livestream chứ. Được rồi mẹ à, nhắc đến người đó làm gì? Mẹ cũng không sợ làm mất giá trị của bản thân sao? Không phải không phải. Mọi người đi đâu hết rồi? Lật Vivi livestream rồi. Mọi người đều chạy qua đó xem. Cái gì? Lật Vivi đang livestream thật sao? Livestream ở quê thì có gì mà đáng xem chứ? Có thể so sánh với đám cưới thế kỷ của nhà chúng ta sao? Chắc là vì bên đó quá đơn sơ mộc mạc nên mọi người đều chạy đi hóng hớt. Không sao đâu, lát nữa họ sẽ quay về thôi. Dù gì chúng ta cũng đã mời những nghệ sĩ nổi tiếng ở khắp các lĩnh vực. Đến lúc đó livestream thực sự mới bắt đầu. Chẳng lẽ số lượng người like còn không vượt 1 triệu hay sao? Vậy thì chúng ta nhất định phải nhận cơ hội livestream lần này để đăng quảng cáo công ty của chúng ta một cách hiệu quả, đồng thời kêu gọi một đợt đầu tư. Tiêu rồi. Mọi người đều nói hôm nay Lật Vi Vi tổ chức đám cưới ở khách sạn Nam Thành. Sao lại như vậy? Lâm Chi Đình, không phải anh nói khách sạn Nam Thành bị người bí ẩn bao hết rồi sao? Dựa vào đâu mà Lật Vi Vi có thể tổ chức đám cưới ở đó chứ? Người bao trọn cả khách sạn Nam Thành chắc không phải là Lật Vi Vi chứ. Nực cười, Lật Vi Vi chỉ là một con nhỏ shipper. Nếu cô ta muốn thuê một khách sạn nhỏ ở đó thì cũng phải giao hàng trong 50 năm. Sao cô ta có thể thuê được cả tòa khách sạn đó chứ? Phải đó, bao được cả khách sạn Nam Thành thì không phải là chuyện đùa đâu. Ngoài Lật tổng ra thì chỉ có thể pháo gia có thể bao được thôi. Ả tiện nhân Lật Vi Vi đó có phải cư dân mạng nhầm lẫn rồi không? Lật Vi Vi, liệu cô ta có phải vì hư dinh nhất thời mà đã tìm một nơi có bối cảnh giống hệt với khách sạn Nam Thành không? Cục cưng à, anh ơi, là thật đó. Em vừa vào livestream của Lật Vi Vi rồi. Thật sự giống hệt như trên hot shot nói. Ba nghệ sĩ hàng đầu thế giới đã đến tham gia hôn lễ. Diễn viên, người dẫn chương trình, ca sĩ nổi tiếng thế giới Elo nữa đều đến tham gia hết rồi. Còn Á Lật Vi Vi này lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy chứ? Cô ta quyến rũ được lão già đó ở đâu mà lại có thể bao trọn các khách sạn Nam Thành vậy chứ? Mà nhà chúng ta lúc đó phải vét sạch vốn liếng tài sản mới bao được một tầng thôi. Nếu con mà biết cô ta có bản lĩnh lớn như vậy thì con đã tống cô ta đến chỗ lão già đó từ lâu rồi. Như vậy thì con đã sớm có thể bước chân vào giới thượng lưu rồi. Mất mặt chết đi được, còn cưới xin cái gì nữa chứ?
Họ sốt ruột rồi. Cả nhà này đúng là thẹn quá giận rồi. Vốn dĩ là muốn chà đạp cô vợ cũ, không ngờ bị vợ cũ giả bơm bóp vào mặt. Đã thật đó, series phim giả mập quy mô lớn nhất thực tế. Cái này còn đáng xem hơn phim truyền hình nữa. Chị dâu, em đang livestream, chị chú ý một chút. Còn livestream gì nữa, đã mất mặt như vậy còn không mau tắt đi. Cục cưng, chắc chắn là vì hai nhà cùng livestream, là những nghệ sĩ đó đi nhầm chỗ thôi mà. Vậy đi, để anh qua đó giải thích với họ. Phải đó, hình như chồng của Lật Phi Phi vẫn chưa xuất hiện mà. Chỉ cần lão già đó xuất hiện là khuynh hướng dư luận chắc chắn sẽ đảo chiều về chúng ta. Mọi người chắc chắn sẽ mắng ả kia là cần tiền không cần liêm sĩ. Mấy người nói thì có ích gì chứ. Còn không mau mời những người nghệ sĩ đó về đây cho tôi. Không lẽ để một cô dâu như tôi tự đi sao? Được rồi cục cưng, em tạm thời đừng có lo nha. Gọi hết bọn họ về đây cho em. Đi mau đi mau. Mẹ cũng đi. Người đi đâu hết rồi? Lật tổng cứ bảo họ hàng nhà chúng ta không xứng tầm nên họ không đến. Tự cô ta đã phát thiệp mời cho các tầng lớp xã hội. Cô ta còn mời tất cả các sếp tổng qua đây. Nhưng sao không có ai vậy? Sao mà con biết được? Lúc nãy em xem livestream thấy mọi người đã đến hiện trường hôn lễ của Lật Phi Phi ở khách sạn kế bên rồi. Sao em không nói từ sớm? Con tiện nhân Lật Phi Phi này. Đi thôi. Dương tổng, anh đến tham gia hôn lễ đúng không? Anh đi nhầm rồi, hôn lễ của Lật tổng ở phía bên kia. Nào đi thôi. Không sai mà, chúng tôi đã nhận được thiệp mời của tập đoàn Dương Đỉnh, chính là ở chỗ này. Đúng vậy, không đi nhầm đâu. Anh là ai? À, tôi biết rồi, anh chính là người tổ chức hôn lễ cùng Lật tổng, chồng cũ của Lật tổng. Cô có biết nói chuyện không vậy? Chồng cũ gì chứ? Con trai tôi, là chồng hiện tại của Lật tổng. Mấy người đi nhầm khách sạn đã đành, không ngờ lại còn mù cả hai mắt nữa. Hôm nay chính là ngày tổ chức hôn lễ của nhà họ Lâm và nhà họ Lật. Mọi người nói như vậy ở hôn lễ người khác, không sợ Lật tổng biết sẽ quả trách các người sao? Cần giờ dịch gì nữa, chúng tôi đều xem livestream rồi. Chồng cũ tổ chức hôn lễ ở khách sạn kế bên, còn Lật tổng tổ chức hôn lễ ở khách sạn Nam Thành. Các người dám ở đây gây chuyện, có phải vì sợ sống quá lâu rồi không? Lật tổng mà mấy người nhắc tới chắc không phải là Lật Vi Vi kia sao? Cô ta chỉ là một con nhỏ shipper, sao có thể là Lật tổng được? Đúng vậy đó, các người đều bị Lật Vi Vi lừa rồi. Cô ta chỉ là một con ăn mày từ quê lên thôi. Lật tổng thật đang chở khách sạn kế bên kìa. Đầu óc của các người bị vợ cũ đánh hỏng rồi phải không? Đến giờ vẫn còn bị Lật tổng giả đó xoay vòng vòng. Tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay đều đã nhận được hai tấm thiệp mời. Một tấm là của các người, một tấm là của Lật tổng. Là do thư ký Dương của tập đoàn Dương Đỉnh tự tay đưa tới. Bên trong còn có ảnh váy cưới của Lật tổng. Chính là cô dâu ở đây, không thể sai được. Hôn lễ của tôi từ khi nào lại mời đến một đống rác vậy? Lật Phi Phi, cô to gan thật đó. Lại còn dám cấu kết với nhân viên nội bộ của Dân Đỉnh, mạo danh Lật tổng phát thiệp mời cho mọi người để lôi kéo hết tới đây. Nếu Lật tổng mà biết thì sẽ lột da của cô. Nếu bà còn chưa tỉnh thì tôi sẽ khiến bà tỉnh ra xem rốt cuộc ai mới là kẻ mạo danh. Vốn chỉ tôi định chờ sau khi kết hôn mới đến tìm các người, thật không ngờ các người lại tự tìm tới đây để chịu đòn. Lật Phi Phi, cô dám đánh mẹ tôi? Cô chán sống rồi đúng không? Nếu anh cảm thấy đánh mẹ anh không công bằng, vậy thì tôi sẽ cho anh được công bằng. Lật Phi Phi, hôm nay cô kết hôn với lão già cấp cao ở Dân Đỉnh nên mới lừa được mọi người. Đợi lát nữa Lật tổng truy cứu sẽ lập tức sa thải lão rác rưởi kia. Trời, lão già đó chỉ có nước về quê làm ruộng thôi. Lật Phi Phi, vì muốn ép chúng tôi trong hôn lễ mà cô đã bày ra đủ trò. Lão già đó nhà cô chắc không phải là tiêu hết tiền rồi chứ? Thậm chí còn gánh lên người món nợ hàng chục triệu. Cả nhà các người đều được sinh ra do quan hệ cộng huyết sao? Tôi chưa từng thấy cái nhà nào mà ngu xuẩn đến mức này. Các người nghĩ ở Nam Thành này, người có thể bao trọn các khách sạn Nam Thành, mời được các siêu sao và ông trùm tham dự là chỉ là một quản lý cấp cao của tập đoàn Dương Đỉnh thôi sao? Ý cô là gì? Ý tôi là tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Dương Đỉnh, Lật Phi Phi. Anh, không lẽ Lật Phi Phi này là Lật tổng thật hay sao? Không thể nào. Lật tổng được tham gia hôn lễ của cô đúng là may mắn ba đời của tôi. Dạng tổng, chắc anh có nhầm lẫn gì rồi. Thân là chủ tịch của tập đoàn Dạng Thịnh, sao anh có thể tham gia hôn lễ của một đứa shipper vậy được? Shipper cái gì chứ? Cô ấy chính là Lật tổng của tập đoàn Dương Đỉnh. Mấy ngày trước công ty chúng tôi cùng bài chuyện hợp tác với tập đoàn Dương Đỉnh. Tập đoàn Dương Đỉnh này có mấy Lật tổng vậy? Cả cái Nam Thành này chỉ có một Lật tổng của tập đoàn Dương Đỉnh thôi, chính là người ở trước mặt. Lật tổng, khách đã đến đông đủ rồi. Thư ký Dương,
Chi Đình, cậu ta là thư ký thân cận của Lật Tổng, luôn thay mặt cho Lật Tổng để đối ngoại. Mẹ chắc chắn không nhầm đâu. Thư ký Dương à, cô ta chỉ là Lật Tổng giả mạo. Sao anh lại... Các người còn dám xúc phạm Lật Tổng? Tôi thấy nhà họ Lâm các người chán sống rồi. Sao có thể như vậy được chứ? Cô ta là Lật Tổng, rõ ràng chúng ta đã điều tra rồi mà. Cô ta chỉ là một con ranh ở dưới quê thôi. Đó là lý lịch mà tôi làm giả, không ngờ các người lại cho là thật. Hơn nữa còn làm khó tôi suốt 3 năm trời. Không thể nào, cô không thể nào là Lật Tổng được. Nếu cô là Lật Tổng, tại sao cô lại làm shipper suốt 3 năm? Tại sao cô không nói cho tôi biết sớm? Bây giờ nói cho anh biết cũng chẳng sao. Lúc đó tôi thấy anh nghèo, thấy thân phận quá chênh lệch, tôi sợ anh tự ti nên tôi mới cam tâm tình nguyện làm shipper 3 năm. Một lần giao hàng kéo dài đằng đẵng 3 năm. Tôi thật sự không ngờ cả nhà anh lại ngu xuẩn đến mức. Lẽ nào các người không nhận ra, từ lúc tôi gả vào nhà họ Lâm, sự nghiệp của nhà họ Lâm đã phát triển vượt bậc. Chắc các người không biết cái kẻ hiện giờ đang mạo danh tôi. Anh thật sự cho rằng là do nỗ lực và năng khiếu của anh sao? Tôi nói cho anh biết là tôi đã ở đằng sau giúp đỡ cho anh từng bước một, muốn giúp nhà họ Lâm lên sàn chứng khoán. Tôi vốn định lúc nhà họ Lâm lên sàn chứng khoán tôi sẽ công bố thân phận của mình, nhưng tôi không ngờ bộ mặt xấu xa của các người đã lộ ra nhanh như vậy. Có điều bây giờ các người không cần lo nghĩ về việc bao giờ thì nhà họ Lâm sẽ lên sàn chứng khoán. Vì chỉ còn có tôi thì nhà họ Lâm của các người vĩnh viễn không thể trở mình. Không thể như vậy được. Lật Tổng, không, chị dâu, em sai rồi, ba mẹ con em xin lỗi. Nếu biết chị là Lật Tổng thì mọi người không đời nào lại đối xử với chị như vậy, có đúng không? Để tình chị và anh trai em đã ở bên nhau 3 năm, chị hãy cho nhà em thêm một cơ hội, có được không chị? Vậy đi. Vivi, anh ngoại tình đều là gì? Ả tiền nhân kia dụ dỗ anh, làm anh nhất thời không giữ được mình, cho nên mới để mọi chuyện mất kiểm soát. Vivi, anh thật lòng yêu em. Em cho anh thêm một cơ hội nữa có được không? Vivi à, con đã vì Chi Đình mà chịu khổ 3 năm trời, chắc chắn là con rất yêu nó. Bây giờ mọi người đều đã biết sai rồi. Hay lắm, thọc gậy bánh xe, thọc đến tận hôn lễ của tôi. Phó gia, sao anh có thể là chú rể được? Sao lại không thể? Tôi là chủ tịch của tập đoàn Dân Đỉnh, sao lại không xứng với Phó Cẩn Ngôn chứ? Một nhà toàn rác rưởi. Có điều cũng may, nhờ các người lẫn lộn mà đã cho tôi có cơ hội xen vào. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội lần thứ hai. Nỗi đau khổ mà các người đè nén lên người Vivi, tôi nhất định sẽ đòi lại từng chút một. Không phải đâu Phó gia, Lật Tổng, tôi thật sự biết sai rồi. Không phải, đều là tà á tiện nhân kia đã xúi dục tôi làm như vậy. Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới làm hại Vivi. Hai người cho tôi một cơ hội nữa đi. Vivi, Lật Tổng, tôi có mắt như mù, tôi đáng đời, tôi đáng chết. Còn đại nhân rộng lượng, cô không so đo với đám rác rưởi chúng tôi. Một câu nói của cô có thể khiến chúng tôi không thể sống được ở Nam Thành nữa. Người ép các người đến đường cùng chưa bao giờ là người khác mà là gia chính các người. Bây giờ các người dị hôn lễ này chắc đã mang nợ cả chục triệu rồi có đúng không? Còn Á Lật Vivi giả mạo kia sẽ cánh giác cùng các người. Tôi nói cho các người biết, cô ta là con gái của quản gia nhà tôi, không có bản lĩnh đó đâu. Sau khi hôn lễ kết thúc, tất cả các ngành nghề đều sẽ cấm cửa nhà họ Lâm, các người tự lo liệu đi. Vivi, anh sai rồi, xin em bỏ qua cho anh đi mà. Ném 3 người này ra ngoài cho tôi, đừng làm mất hứng của mọi người. Cúc, số của chúng ta sao lại khổ như vậy chứ? Mới được sống giàu sang có mấy ngày. Mẹ, giờ chúng ta lại phải quay về nghèo khó hay sao? Con không muốn đâu. Nếu mà như vậy thì con thà chết còn hơn. Biết làm sao được đây? Ai mà biết được Lật Phi lại là Lật Tổng thật. Nhà họ Lâm chúng ta đã bí phú quý thành hư không hết rồi. Con đã nói với mẹ với anh bao nhiêu lần rồi, người phụ nữ kia là giả, mà lại không tin con. Lần này thì hay rồi, cả nhà chúng ta đều chết đi cho xong. Á tiện nhân đó dám lừa con, xem còn có lộ da cô ta không. Đi thôi. Sao mà lâu vậy? Cả nhà các người không muốn kết hôn nữa hay sao? Kết hôn? Lâm Chi Đình, anh đi rồi sao? Anh dám đánh tôi? Anh quên tôi là ai rồi sao? Cô là ai? Cô không phải là con gái của quản gia hay sao? Cô còn muốn lừa cả ông đây. Anh đang nói lên tin cái gì vậy? Con gái của quản gia chị chứ. Đến giờ mà cô vẫn còn lừa tôi. Cô đã hại tôi đến mức thê thảm như vậy. Trước đây cô dẫn tôi đến biệt thự Dân Đỉnh, cô lo lắng như vậy làm tôi sợ đụng hỏng hết cái này tới cái kia, tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Quá ra không phải là của cô. Chi Đình à, anh nghe em giải thích đi. Được rồi, vậy cô giải thích đi. Hở ra là nói mình là Lật Tổng, bản tính keo kiệt thì đã đành rồi. Cô lấy tài sản của mình ra để chứng minh cho chúng tôi thấy đi. Chi Đình, anh nghe em giải thích đi. Em thực sự không có ý muốn lừa anh, tại vì em quá yêu anh. Em biết thân phận của mình không xứng với anh nên em mới bất đắc dĩ làm như vậy. Anh tha thứ cho em có được không? Quá ra cô thật sự không phải là Lật Tổng. Cô biết cô hại nhà chúng tôi thê thảm tới mức nào không? Mẹ,
Mặc dù con không phải là Lật Tổng, nhưng con có thể lợi dụng thân phận của Lật Tổng để kêu gọi rất nhiều người đầu tư cho nhà mình. Cho nên chúng ta hãy tổ chức hôn lễ có được không? Con nhất định sẽ dùng thân phận Lật Tổng để mang đến lợi ích cho nhà họ Lâm. Đến giờ mà cô vẫn mơ mộng hảo quyền. Cô vẫn muốn kết hôn chứ gì? Tôi tổ chức tang lễ cho cô luôn. Cô có biết Lật Tổng đã trở về rồi không? Bây giờ không chỉ Nam Thành biết Lật Tổng thật là ai, mà cả thế giới này đều biết Lật Tổng là ai. Sao có thể như vậy được? Biến mất 3 năm đột nhiên quay trở về, hơn nữa cả thế giới đều biết. Không thể nào sao? Tôi nói cho cô biết, giờ cô ấy đang tổ chức hôn lễ, còn cùng lúc livestream. Không lẽ Lật Vy Vy là... Không sai, Lật Vy Vy chính là Lật Tổng đó. Chính vì ái tiện nhân như cô, nhìn qua phú quý của nhà tôi đều bị cô quỷ hoại rồi. Không thể nào, cô ta chỉ là một con nhỏ shipper, sao là Lật Tổng được? Lần này chúng ta nên làm sao đây? Còn nhớ Lật Vy Vy vừa nói gì không? Sau buổi hôn lễ sẽ cấm cửa nhà chúng ta về mọi mặt. Chúng ta phải tranh thủ thời gian thu thập hết tất cả những món đồ đáng tiền rồi bán đi lấy tiền. Nếu không sau này chúng ta không biết sống sao đâu. Còn muốn chạy sao? Trả nhẫn của nhà chúng tôi đây, trả lại cho chúng tôi. Không được, nhẫn kim cương là của tôi. Lật Tổng, người nhà họ Lâm đã lấy váy và kim cương trở về nhà họ Lâm rồi. Họ còn lấy những món đồ có giá trị đem ra tiệm cầm đồ. Chúng ta có cần nói với tiệm cầm đồ không? Cần, tôi đã gửi tin nhắn rồi. Miễn là đồ của nhà họ Lâm thì không nhận, miễn là nhà họ Lâm muốn đi thì không cho đi. Hơn nữa tôi cũng đã loan tin là nhà họ Lâm sắp phá sản. Cho dù chúng ta không ra mặt thì những người đòi nợ cũng sẽ không cho họ được yên ổn đâu. Sau này nhà họ Lâm cũng chỉ có thể sống ngoắc ngoải ngoài Nam Thành mà thôi. Vẫn là phó gia suy nghĩ chu đáo, đã kết hôn rồi em nên gọi là chồng. Vy Vy, Vy Vy, ăn mày ở đâu đây? Cút mau. Vy Vy, cầu xin cô hãy bỏ qua cho chúng tôi. Là các người. Vy Vy, cầu xin em hãy bỏ qua. Bây giờ không có nơi nào chịu thu nhận nhà anh nữa, mà ngày nào cũng bị những kẻ đòi nợ truy đuổi. Mấy mẹ con anh thật sự không sống nổi nữa. Vy Vy, nhà chúng ta bị tịch thu mất rồi. 2 năm nay chúng ta trốn đông trốn tây, mấy mẹ con thật sự không chịu nổi nữa. Cậu xin con, cậu xin con giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng tôi đi. Vy Vy, nếu cậu có thể bỏ qua cho chúng tôi, kiếp sau chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô cũng được. Trong những ngày như bây giờ, chúng tôi thật sự không sống nổi nữa đâu. Lệnh cấm cửa của tôi đã hủy bỏ từ lâu rồi. Bây giờ thành ra như vậy là do các người gieo gió gặp bão mà thôi. Nếu lúc đó các người không cấu kết với Lật Vy Vy giả đó, cũng sẽ không gánh nợ cả chục triệu, càng không bị người ta đòi nợ như bây giờ. Các người nghĩ cấu kết với Lật Vy Vy giả đó là có thể một bước lên trời hay sao? Có thể coi thường người khác sao? Chính vì lúc đó các người hống hách ngang ngược nên bây giờ mới bị các ngành nghề cấm cửa, chứ không liên quan gì tôi. Vy Vy, nể tình chúng ta từng chung sống 3 năm, em tha cho chúng tôi một lần có được không? Chúng tôi đã 3 năm chưa được ăn cơm no một bữa, chưa từng được ngủ yên một đêm. Vy Vy à, xin con hãy nể tình mẹ con giữa chúng ta mà hãy thương lấy chúng ta. Con nhìn thấy một người ăn mày thật, vậy con cũng sẽ cho người ta chút tiền chứ. Nhìn thấy ăn mày, tôi sẽ cho chút tiền. Nhưng loại ăn mày vô lương tâm như các người không xứng được bất kỳ ai thương xót. Bảo vệ làm cái gì vậy? Mau đuổi họ đi cho tôi. Cầu xin các người hãy tha cho chúng tôi đi mà. Vy Vy, Vy Vy à. Vợ ơi, em ăn cơm chưa? Em uống cà phê không? Anh kêu Du Du pha cho em. Vợ ơi, vợ ơi, em có mệt không? Phu nhân chủ tịch đúng là tốt số thật đó. Phó gia đối xử với cô ấy tốt quá đi mà. Kết hôn 2 năm nay rồi mà phó gia chưa bao giờ nói nặng một lời. Hơn nữa lần nào của phu nhân đến công ty, phó gia cũng đích thân xuống lầu đón. Như vậy thì cũng hạnh phúc quá đi thôi. Bao giờ thì tôi mới có thể tốt số như vậy chứ? Cô mau tỉnh lại đi. Trên đời này được mấy người vừa tài giỏi vừa giàu có như Lật Tổng chứ? Người ta là liên minh kẻ mạnh, chúng ta chỉ là cô bé lọ lem thôi. Đành chịu khó làm việc vất vả vậy. Phó Cẩn Ngôn, lúc đó chúng ta đã nói là kết hôn giả mà, sao em lại có bầu chứ? Anh cũng chưa từng coi cuộc hôn nhân giữa hai chúng ta là giả. Anh lừa em. Em muốn ly hôn. Em đã có con rồi, em chạy không thoát được đâu. Vy Vy, cho dù là trước đây em đã chịu bao nhiêu tổn thương, thì trong mắt Phó Cẩn Ngôn em sẽ không bị lừa dối thêm một lần nào nữa đâu. Anh cũng muốn cho em một gia đình thật sự hạnh phúc viên mãn.